Long uy chiến thần, uy long, huy vũ. Chương 1176 con không sao. Ninh Điểu nhìn thấy Triệu Đình Vũ thì ngẩn người một chút, ông ta không ngờ Triệu Đình Vũ trúng một chưởng của ông ta mà còn có thể sống sót. Sống sót thì không nói, vậy mà cứ muốn chạy tới mất mạng, chẳng lẽ sinh mạng trong mắt cậu thanh niên trẻ này không đáng tiền sao? Lúc đi qua thì thân thể của Triệu Đình Vũ lung lay sắp đổ, giống như lúc nào cũng có thể ngã xuống. Vừa nhìn qua có thể thấy Triệu Đình Vũ bị nội thương rất nặng. Ninh Điểu nhìn thấy Triệu Đình Vũ đi từng bước về phía mình thì khóe miệng lộ ra một nụ cười tàn khốc, một suy nghĩ độc ác hiện lên trong đầu ông ta. Không phải mạng sống của thằng nhóc này rất dai sao, vậy tao sẽ băm thây mày ra xem mày còn sống lại thế nào. Ninh Điểu vẫn đứng đó không nhúc nhích, nhưng nội lực của ông ta đã hội tụ trên lòng bàn tay. Một khi Ninh Điểu ra tay thì ông ta sẽ dùng cổ tay chặt Triệu Đình Vũ làm hai. Khi Triệu Đình Vũ chỉ cách Đinh Điểu khoảng 10 bước hơn thì đột nhiên lão bốn đi nhanh đến, gã ngăn cản trước mặt Đinh Điểu, tỏ vẻ trung thành mà nói, sư phụ, cứ giao thằng nhóc này cho con là được. Suy nghĩ của lão bốn rất đơn giản, giết thằng nhóc đi đường lảo đảo này đơn giản như đè chết một con kiến vậy. Đã có cơ hội nịnh nọt thì đương nhiên gã sẽ không bỏ qua, cho nên gã tỏ ra vô cùng tích cực. Không có người ngoài nhìn, Đinh Điểu có thể hoàn toàn không quan tâm đến đạo đức của võ thuật. Nhưng bây giờ có Khương Hà Bằng và nhiều bảo vệ như thế nhìn ông ta, mặc dù trong lòng ông ta xem những người này 8-9 phần 10 là người chết nhưng vẫn không bỏ xuống thể diện được, ông ta không thể dùng thân phận tông sư đi giết một kẻ hấp hối sắp chết. Vì thế ông ta khẽ gật đầu, lui về sau một bước, giọng điệu lạnh nhạt mà nói, gọn gàng một chút, đừng để nó toàn thây. Lão bốn nở nụ cười tỏ ý sư phụ yên tâm với Đinh Điểu rồi chậm rãi đi về phía Triệu Đình Vũ. Hơi thở của Triệu Đình Vũ hỗn loạn. Vết thương trên người không hề nhẹ. Đối với người bị thương nặng thế mà còn ra tay tàn nhẫn, chân nguyên phái của ông cũng không biết xấu hổ nhỉ. Khương Hà Bằng thấy thế thì lập tức đứng dậy, những bảo vệ kia cũng tạo một bức tường người trước mặt Triệu Đình Vũ. Quản gia Bằng, xem ra ông không hề quan tâm mạng sống của bà Tương. Giọng nói của Đinh Điểu lạnh lùng, ông ta dùng tay bóp cái cổ mảnh khảnh của Lê Tuyết Tương, giống như chỉ cần bóp nhẹ thì sẽ bóp gãy nó vậy. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Cao thủ giống như Đinh Điểu chỉ bằng sát khí trên người đã có thể khiến Lê Tuyết Tương khó có thể chống cự được chứ nói chi là đưa tay đặt lên cổ bà. Khuôn mặt Lê Tuyết Tương trở nên trắng bệch nhưng trong ánh mắt lại đầy vẻ quật cường, bởi vì bà ấy không muốn những người khác vì mình mà phân tâm nên cho dù rất đau bà ấy vẫn cố nén không kêu thành tiếng. Ngay lập tức, Khương Hà Bằng trở nên vô cùng khó xử. Cho dù thế nào ông ta cũng không thể để Lê Tuyết Tương xảy ra bất kỳ chuyện bất trắc nào, nhưng ông ta lại không đành lòng nhìn thấy Triệu Đình Vũ bị chân nguyên phái đánh chết. Ngay lúc ông ta đang khó xử thì ở phía sau vang lên giọng nói trầm thấp của Triệu Đình Vũ, chú Bằng, chú để gã tới đi, yên tâm, con không sao. Trong giọng nói của Triệu Đình Vũ tràn đầy tự tin, Khương Hà Bằng không biết sao lại tin tưởng người trẻ tuổi này có thể tạo nên kỳ tích. Đương nhiên, bây giờ ông ta cũng không có lựa chọn nào khác. Nếu như nhất định phải chọn giữa Triệu Đình Vũ và Lê Tuyết Tương thì đương nhiên Khương Hà Bằng chỉ có thể bỏ qua Triệu Đình Vũ. Khương Hà Bằng phất phất tay, bảo vệ lập tức tản ra. Ông ta vỗ vỗ bả vai của Triệu Đình Vũ và khẽ nói, không được thì mau rút lui, bọn chú sẽ giúp con ngăn gã lại. Chú Bằng, nếu con muốn rút lui thì sẽ không tới, chú yên tâm, con sẽ không sao. Triệu Đình Vũ lại nói. Khương Hà Bằng khẽ gật đầu. Cho dù kết quả thế nào thì khí phách này của Triệu Đình Vũ đã khiến ông ta tin phục. Khương Hà Bằng và bảo vệ nhường qua một bên, lão bốn cười đắc ý ra tiếng. Gã đi đến cách Triệu Đình Vũ chỉ 5 bước, gã tin Triệu Đình Vũ không thể nào tránh thoát một đòn chí mạng của gã. Chương 1177 chém đứt cánh tay. Đi chết đi thằng nhóc chết tiệt, đột nhiên lão bốn phát động tấn công, khí thế mạnh mẽ giống như đào núi lấp biển. Triệu Đình Vũ giống như con thuyền nhỏ trên vùng biển mênh mông, cơ thể không ngừng lay động trong cuồng phong. Trái tim của Khương Hà Bằng như chìm vào đáy vực, vốn dĩ ông ta còn nghĩ Triệu Đình Vũ không đánh lại thì còn có thể rút lui, nhưng lão bốn vừa tấn công đã chặn hết đường lui của Triệu Đình Vũ. Cho dù là tiến hay là lui, Triệu Đình Vũ đều chỉ có một con đường chết. Đối mặt với thế tấn công mạnh mẽ của lão bốn, Triệu Đình Vũ lại từ từ nhắm mắt lại, Khương Hà Bằng khẽ thở dài. Ông ta còn tưởng rằng cậu thanh niên trẻ tuổi này sẽ tạo nên một kỳ tích gì đó trước mặt ông, nhưng bây giờ xem ra dưới khí thế mạnh mẽ của lão bốn, anh ta đã không hề có ý muốn sống, chỉ nhắm mắt chờ chết. Tất cả đều ở trong lòng bàn tay, lão bốn hơi lâng lâng, chẳng những gã muốn thắng,
mà còn muốn thắng đẹp mắt. Vì thế gã giơ cao tay phải lên, biến quyền thành trưởng, mạnh mẽ vỗ xuống đầu của Triệu Đình Vũ. Dựa theo kế hoạch của lão bốn, một trưởng này bổ xuống sẽ chém Triệu Đình Vũ thành hai khúc. Anh ơi chạy mau, mặc dù Triệu Vũ Ngọc không biết võ công, nhưng cũng có thể cảm nhận được sát khí vô biên toát ra từ trên người lão bốn. Cô ấy liều mạng nhào về phía Triệu Đình Vũ, nhưng lại bị Lại Nhi giữ lấy. Bởi vì Lại Nhi biết nếu Triệu Vũ Ngọc xông qua đó chính là chết phí công, đừng nói Triệu Vũ Ngọc, ngay cả cô ấy khi đối mặt với tình huống này cũng không hề có bất kỳ cách nào. Hai mắt cô ấy đẫm lệ mà nói, đồ ngốc, sao anh lại quay lại, anh chết em sống còn có ý nghĩa gì nữa chứ? Cổ tay lão bốn tạo thành con dao nhanh như chớp chém về phía đỉnh đầu Triệu Đình Vũ, khi bàn tay của gã cách Triệu Đình Vũ khoảng 10cm thì đột nhiên Triệu Đình Vũ gầm lên giận dữ, đột nhiên hai tay giơ đao lên. Trong khoảng thời gian này, Triệu Đình Vũ và Lê Vĩnh Thiên vẫn luyện kiếm cùng nhau, lĩnh ngộ phần tinh túy của cuốn kiếm phổ chín chiêu thức kiếm hiên viên, và đao pháp của anh ta cũng vô cùng thông suốt. Anh ta biết dựa vào thể lực của mình thì không thể nào đấu với lão bốn được, cho nên nhất định phải dùng một kích mất mạng. Đao của Triệu Đình Vũ giống như biển rộng, một đường chém đứt chia nửa đại dương mênh mông. Đao của Triệu Đình Vũ chém đến giữa lòng bàn tay lão bốn. Nếu lão bốn tiếp tục đánh xuống, mặc dù gã có thể chụp chết Triệu Đình Vũ, nhưng tay của gã sẽ bị Triệu Đình Vũ chém thành hai khúc. Mạng của một kẻ sắp chết đổi lấy cánh tay gã, đương nhiên lão bốn sẽ không muốn buôn bán lỗ vốn như thế, gã nhanh chóng rút tay về. Gã thấy đây là một đòn sắp chết của Triệu Đình Vũ, chỉ cần gã có thể né tránh thành công thì có lẽ không cần ra tay, Triệu Đình Vũ cũng sẽ chết vì thể lực tiêu hao quá lớn, thổ huyết mà chết. Lúc lão bốn rút tay về, đột nhiên phát hiện khóe miệng của Triệu Đình Vũ nở nụ cười giễu cợt. Lập tức gã giật mình, mới phát hiện chiêu vừa rồi của Triệu Đình Vũ chỉ là chiêu giả, anh ta chỉ làm ra vẻ bởi vì anh ta biết nhất định lão bốn sẽ buông tay. Mà sát chiêu thật sự của Triệu Đình Vũ ở phía sau, lúc lão bốn phát hiện có gì đó không đúng thì lập tức liều mạng lùi về phía sau. Nhưng vì không gian của tầng hầm quá nhỏ, gã mới lui hai bước đã tựa lưng vào vách tường. Sau đó gã nhìn thấy ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, gã chỉ có thể dựa vào bản năng cố gắng né về phía bên phải. Nhưng mà sao bản năng của gã có thể tránh được đao pháp của Ma Đao Môn chứ? Chỉ nghe tiếng răng rắc vang lên, cánh tay trái của lão bốn bị chém xuống, máu tươi như ống nước bị vỡ tuôn ra biến ảo góc độ khi lão bốn lắc lư người. Một cánh tay thô chắc rơi dưới chân lão bốn, năm ngón tay giống như năm con hải mã liên tục vặn vẹo. À, qua một hồi lâu lão bốn mới cảm thấy đau đớn, kêu lên một tiếng thảm thiết. Chương 1178 vòi rồng. Ninh Điểu thấy thế lập tức giật nảy cả mình, vội vàng lách mình đi qua. Ông ta chuyển động ngón tay như bay, vội vàng phong tỏa huyệt đạo trên người lão bốn, khi đó cánh tay lão bốn mới ngừng phun máu. Sắc mặt lão bốn trắng bệch, vẻ mặt chán nản ngồi dưới đất, gã trừng mắt nhìn Triệu Đình Vũ, không biết kẻ sắp chết này sao lại vung ra một đao quỷ dị thế được. Lão năm nhìn thấy lão bốn bị chặt đứt một cánh tay, tâm lý của gã trở nên ổn định hơn nhiều. Bằng không gã bị thương mà lão bốn bình yên không sao thì trong lòng gã cảm thấy vô cùng không công bằng. Nhìn thấy lão bốn bị thương nặng hơn gã nhiều, cánh tay cũng bị chém đứt rồi, thậm chí lão năm còn có cảm giác cười trên nỗi đau của người khác. Hai người chết hai người bị thương, sắc mặt của Đinh Điểu trở nên vô cùng khó coi. Trong ba giáo phái lớn, Chân Nguyên phái có sức mạnh yếu nhất, bây giờ đại đệ tử và tam đệ tử đều chết, tứ đệ tử và ngũ đệ tử đều thành tàn phế, nguyên khí của Chân Nguyên phái bị thương nghiêm trọng. Ninh Điểu vội vàng móc một viên đan dược màu đỏ từ trong ngực ra nhét vào trong miệng lão bốn vội vàng ngồi dưới đất xếp bằng. Lão năm, con qua đây nhìn lão bốn, nếu bọn họ dám tới cướp bà Tương thì con hãy giết chết bà Tương. Ninh Điểu nói xong thì dùng ánh mắt như phun ra lửa mà nhìn Triệu Đình Vũ, thằng nhóc này nhiều lần phá hỏng chuyện tốt của ông, phải chết. Sau khi dùng một đao chém chết lão bốn, dường như Triệu Đình Vũ đã tiêu hao sức lực cuối cùng trên người. Anh ta quỳ một chân trên đất, đao cắm bên cạnh, tay phải vịn chuôi đao, tay trái đè xuống đất, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng liên tục chảy máu tươi. Ông không được lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Thấy vẻ mặt Đinh Điểu đầy sát khí đi về phía Triệu Đình Vũ, một bảo vệ vội vàng ngăn trước mặt Đinh Điểu. Ai cản tôi thì phải chết. Sự tức giận đã khiến cho Đinh Điểu mất đi lý trí, ông ta nổi giận gầm lên một tiếng, dùng một quyền đánh về phía bảo vệ kia. Ông ta là cao thủ xếp thứ ba của Điện Bắc Đẩu, dưới cơn thịnh nộ thì sức chiến đấu càng tăng lên gấp bội, sao bảo vệ có thể là đối thủ của ông ta?
Cơ thể của bảo vệ bị Đinh Điểu đánh bay lên không trung, thân thể đang bay ra nơi xa thì Đinh Điểu khẽ vươn tay, kéo cơ thể bảo vệ lại. Bảo vệ kia lảo đảo nghiêng ngã rơi vào trong tay Đinh Điểu, năm ngón tay của Đinh Điểu chụp vào cổ của anh ta như sét đánh. Ngay lúc này, sau lưng Đinh Điểu vang lên tiếng gầm giận dữ, đột nhiên Triệu Đình Vũ từ dưới đất nhảy lên, người và đao hợp nhất. Đinh Điểu nhìn thấy xung quanh Triệu Đình Vũ đều là bóng đao lít nha lít nhít. Từ trước tới nay Đinh Điểu chưa từng gặp qua đao pháp quỷ dị như thế, dường như ông ta thấy vô số đao bay tới bay lui trước mặt ông ta. Đương nhiên ông ta biết phần lớn những đao này là ảo giác, nhưng ông ta không thể phân biệt thanh đao nào mới là thật. Kết quả sơ ý một chút đã bị đao chém trúng tóc, một mảng tóc lớn màu bạc chậm rãi rơi xuống từ không trung. Đinh Điểu nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên thân thể ông ta biến lớn, theo thân thể xoay tròn, đột nhiên xung quanh ông ta xuất hiện một vòi rồng màu đen. Đinh Điểu đẩy hai tay, vòi rồng trực tiếp nhào về phía Triệu Đình Vũ. Mà lúc này Triệu Đình Vũ vốn không có cách nào tránh né, thân thể lập tức bị vòi rồng kia cuốn vào không trung. Đi chết đi đồ khốn. Theo tiếng gầm lên giận dữ, đột nhiên vòi rồng kia phân thành hai. Mắt thấy thân thể Triệu Đình Vũ bị hai vòi rồng này kéo thành hai nửa, đột nhiên một kiếm khí như sét đánh vào đầu Đinh Điểu. Đinh Điểu vội vàng giơ tay lên đỡ, kết quả kiếm sắc bén cắt đứt ống tay áo của ông ta, mà cánh tay của ông ta lại xuất hiện hai vết máu. Ông ta nhanh chóng lùi người đến góc tường, sau đó đẩy hai tay, đánh kiếm khí kia trở về. Trong giây phút sống chết đó, Lê Vĩnh Thiên đến rồi. Hà Ngọc Vinh, Trương Minh Nguyệt, Phạm Cương, Lưu Đại Thông đi cùng Lê Vĩnh Thiên. Chương 1179 Thần Y Lưu Đại Thông. Một kiếm vừa rồi kia là của Lê Vĩnh Thiên. Lê Vĩnh Thiên cũng không tiếp tục tấn công Đinh Điểu nữa mà lại ôm chặt lấy thân thể Triệu Đình Vũ. Triệu Đình Vũ nhìn thoáng qua Lê Vĩnh Thiên, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Nhìn thấy Lê Vĩnh Thiên tới, người anh ta muốn bảo vệ được cứu rồi, mà chính anh ta cũng sẽ không còn lo lắng mà đi về thế giới khác. Lúc trước anh ta hận mình không thể dùng sinh mạng bảo vệ người nhà, bây giờ rốt cuộc anh ta đã đạt được ước muốn, chết cũng không tiếc. Hộ soái, tôi không làm anh mất mặt, sau này em gái tôi sẽ giao cho anh, thay tôi. Trông thấy Lê Vĩnh Thiên tới, thần kinh căng cứng của Triệu Đình Vũ lập tức thư giãn. Anh ta bắt đầu dùng sức lực cuối cùng bàn giao hậu sự, anh ta chết cũng không hối tiếc, nhưng người duy nhất không thể để mặc được là em gái anh ta. Triệu Vũ Ngọc nghe Triệu Đình Vũ nói thế thì đau lòng đến mức suýt ngất đi. Cô ấy nhanh chóng chạy đến trước mặt Lê Vĩnh Thiên, hai tay ôm chặt chân Lê Vĩnh Thiên. Hộ soái, van xin anh mau cứu anh của em, tay hai anh em nắm chặt lấy nhau. Đám người trông thấy hai anh em sinh ly tử biệt đều rối rít rơi nước mắt. Đương nhiên ngoại trừ bọn người Lê Vĩnh Thiên, Lưu Đại Thông và Đinh Điểu. Triệu Đình Vũ, cậu nói bậy gì đó, em gái của cậu thì tự mình chăm sóc đi, bị thương nhẹ thế đã muốn chết, không nể mặt thần y chúng tôi à? Lê Vĩnh Thiên tức giận nói. Mặc dù vết thương trên người Triệu Đình Vũ vô cùng nghiêm trọng, đối với phần lớn bác sĩ mà nói anh ta thật sự sẽ chết, nhưng Lê Vĩnh Thiên biết. Hễ còn thở trước mặt Lưu Đại Thông thì đừng nghĩ đến chuyện chết. Triệu Vũ Ngọc nghe Lê Vĩnh Thiên nói như thế thì tỏ vẻ mong chờ nhìn Lưu Đại Thông, cô ấy lo lắng Lê Vĩnh Thiên nói như thế chỉ để an ủi cô. Lưu Đại Thông đón Triệu Đình Vũ từ trong ngực Lê Vĩnh Thiên, sau khi nhìn thoáng qua thì dùng giọng điệu vô cùng chắc chắn mà nói, cô Ngọc, cô yên tâm, chỉ cần một tuần tôi có thể khiến anh ấy nhảy nhót tưng bừng. Nhóc con, cậu nói khoác lác gì thế, chẳng lẽ tôi đánh người mà trong lòng không nắm chắc? Chắc chắn cậu ta sẽ chết, dù cho thần tiên từ Đại Hồng đến cũng không cứu được cậu ta. Đinh Điểu thấy Lưu Đại Thông dõng dạc nói anh ấy có thể cứu được Triệu Đình Vũ thì lập tức nói với giọng chế giễu. Vốn dĩ bản thân Triệu Đình Vũ đã bị thương nặng, bây giờ anh ta lại bị đánh nứt tâm mạch, nếu như có thể cứu sống thì Tào Kiệt bị đánh thành hai nửa cũng có thể khởi tử hoàn sinh. Có lẽ thần tiên Đại Hồng không thể cứu sống, nhưng Lưu Đại Thông có thể. Lưu Đại Thông nhìn Đinh Điểu, nói với giọng điệu lạnh nhạt. Cái gì, cậu chính là thần y Lưu Đại Thông? Đinh Điểu tỏ vẻ khiếp sợ mà nói. Hộ soái, tôi cũng không muốn khoe khoang nhưng bản lĩnh không cho phép. Lưu Đại Thông tỏ vẻ không thể làm gì mà nhún vai, làm một biểu lộ tiêu chuẩn kiểu Pháp. Lưu Đại Thông, cậu là quân nhân, sao có thể đứng cùng một kẻ bị biếm thành thứ dân? Nếu thừa tướng biết thì cậu giải thích thế nào? Đinh Điểu nói xong, nhìn thấy Hà Ngọc Vinh cũng đứng cạnh Lê Vĩnh Thiên, vì thế vội vàng nói thêm. Còn mấy người ở cùng Lê Vĩnh Thiên này nữa, không sợ gánh vác tội danh mưu phản sao? Lê Vĩnh Thiên thấy Đinh Điểu lại dùng kế ly gián với bọn họ,
anh cảm thấy vô cùng buồn cười, anh chậm rãi đi về phía Đinh Điểu. Đinh Điểu nhìn thấy Tiểu Thính Vũ Lâu trong tay Lê Vĩnh Thiên thì vô cùng sợ hãi. Cầu Hàn cũng đã nếm mùi thất bại trong tay Lê Vĩnh Thiên, đương nhiên Đinh Điểu càng không phải đối thủ. Nhưng mà ông ta cũng không lúng túng, bởi vì trong tay ông ta còn có quân bài Lê Tuyết Tương này. Lão bốn, phải khống chế bà Tương, nếu bọn họ tới gần thì lập tức giết bà ta. Đinh Điểu lớn tiếng nói với lão bốn. Mặc dù bề ngoài là ông ta đang hạ mệnh lệnh với lão bốn nhưng thật ra là nói cho Lê Vĩnh Thiên nghe. Lê Vĩnh Thiên đứng yên không nhúc nhích, Hà Ngọc Vinh, Trương Minh Nguyệt và Phạm Cương nhanh chóng vây quanh Đinh Điểu, vừa vặn ngăn cách Đinh Điểu và lão bốn, lão năm. Tôi cho mấy người một cơ hội sống sót, thả mẹ tôi ra, mọi chuyện mấy người làm trước đó tôi có thể bỏ qua. Lê Vĩnh Thiên lạnh lùng nói với lão bốn, lão năm. Đinh Điểu sử dụng kế ly gián với nhóm người Lê Vĩnh Thiên, bây giờ Lê Vĩnh Thiên lấy đạo làm người đối đãi. Chương 1180 chó săn của nhà họ Ngụy. Lão bốn lão năm, hai con tuyệt đối đừng nghe cậu ta nói nhảm, ngay cả em vợ mình mà cậu ta còn dám giết, hai con làm nhiều chuyện như thế, sao cậu ta có thể bỏ qua cho hai con? Đinh Điểu thấy Lê Vĩnh Thiên dùng kế ly gián thì lập tức hơi hoảng sợ. Bởi vì ông ta biết mặc dù bình thường ông ta nói gì lão bốn và lão năm đều nghe theo nhưng độ trung thành rất thấp. Từ xưa đến nay Lê Vĩnh Thiên tôi nói chuyện luôn giữ lời, nói không truy cứu mấy người thì chắc chắn không truy cứu. Nếu như mấy người dám làm tổn thương mẹ tôi dù một chút, đương nhiên tôi sẽ dùng thủ đoạn tàn khốc giết chết mấy người. Lê Vĩnh Thiên lạnh lùng nói. Có tôi ở đây, mấy người muốn chết nhanh cũng không được. Chỉ cần các người còn thở thì tôi có thể cứu sống các người, tiếp tục nhận sự tra tấn sống không bằng chết. Lưu Đại Thông ở một bên nói thêm. Mồ hôi trên mặt lão bốn và lão năm liên tục chảy xuống như đậu nành. Nhất là lão năm, vốn dĩ gã vô cùng oán hận Đinh Điểu. Gã phản bội Đinh Điểu thì trong lòng không hề có gánh nặng nào, chỉ lo sau này Đinh Điểu sẽ tìm gã tính sổ. Lê Vĩnh Thiên nhìn ra lo lắng trong mắt hai người bọn họ, cười nhạt một tiếng mà nói, mấy người cảm thấy hôm nay tôi sẽ để ông ta sống trở về sao? Cái gì, anh muốn giết ông ta? Lão bốn và lão năm tỏ vẻ khiếp sợ mà nói. Lúc này trong lòng Đinh Điểu vô cùng hoảng loạn, bây giờ chuyện ông ta hối hận nhất là giao Lê Tuyết Tương cho lão bốn. Nếu như ông ta tự mình khống chế thì ông ta còn có một chiếc bùa hộ thân. Ông ta biết chuyện Lê Vĩnh Thiên muốn đại khai sát giới, anh giết nhiều người như thế còn không nương tay chứ nói chi mấy người này. Đinh Điểu nhìn xung quanh, ông ta muốn tìm cơ hội cướp Lê Tuyết Tương về, hoặc là bắt con tin trong đám người này. Nhưng bây giờ mấy người vây quanh ông ta cũng không phải người lương thiện, trong phút chốc muốn bắt bọn họ thì không thể nào. Tôi là người của thừa tướng và quốc vương Long Quốc. Nếu mấy người dám giết tôi thì đó chính là tội mưu phản, đây chính là tội ác chu di cửu tộc. Đinh Điểu ngoài mạnh trong yếu giống to. Ai đang mưu phản tôi nghĩ ông biết rõ hơn tôi. Dựa vào võ công của mấy người, ung dung rảnh rỗi hưởng thụ cuộc sống có gì không tốt, vì sao cứ muốn làm chó săn cho nhà họ Ngụy chứ? Lê Vĩnh Thiên lắc đầu thở dài nói. Võ công của bọn Đinh Điểu luyện đến mức này không dễ dàng, có thể đi vào trong quân ngũ lấy thân phận huấn luyện viên. Người huấn luyện quân nhân rất đề cao năng lực cận chiến của quân nhân, có thể được hưởng địa vị rất cao trong quân đội. Dù không như thế, tùy tiện mở một võ đường cũng đông như chảy hội, được rất nhiều dân chúng hoan nghênh. Dù sao nước Long Quốc cũng có truyền thống thượng võ, dù cho người già về hưu mà muốn tu luyện chút võ công cũng có thể sống thêm mấy năm. Nhưng mà bọn người Đinh Hạo vẫn cứ khinh thường người trong võ lâm, lại làm chó săn cho thứ phản bội. Cái rắm, chúng tôi không phải chó săn của nhà họ Ngụy. Chúng tôi và nhà họ Ngụy lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Đinh Điểu nghe thấy hai chữ chó săn thì lập tức xù lông, không hề quan tâm hình tượng giáo chủ của ông ta. Tôi thật không rõ, rốt cuộc mấy người muốn gì từ nhà họ Ngụy? Quyền lực hay là tiền tài? Nhưng dựa vào bản lĩnh của mấy người thì không cần vứt bỏ tự do và tôn nghiêm cũng có thể đạt được. Khương Hà Bằng ở một bên cau mày, võ công của những người này còn cao hơn bảo vệ nhiều. Mấy người là những kẻ phàm phu tục tử sao hiểu được sự kiên trì của chúng tôi. Từ khi có các loại công nghệ cao, địa vị của võ giả chúng tôi rất xuống ngàn trượng. Thật lâu trước đó, giang hồ có thể kháng nghị với triều đình, nhưng bây giờ dưới sự áp bức của súng giải pháo ngắn, chúng tôi đã biến thành lưu manh trong miệng mấy người. Đinh Điểu vô cùng phẫn nộ mà nói. Chương 1181 chặt tay Lê Tuyết Tương. Lê Vĩnh Thiên nghe Đinh Điểu nói như thế thì lập tức hiểu rõ ông ta có ý gì. Hiệp khách bị cấm dùng võ, Lê Vĩnh Thiên biết rõ lịch sử của Long Quốc, trong thời loạn thế, võ
võ giả bọn họ được xưng là anh hùng chúa cứu thế. Nhưng bây giờ là thời bình, bọn họ chỉ là một đám người vi phạm điều cấm làm theo ý mình. Mặc dù bây giờ nước Long Quốc cũng không thái bình, nhưng mà lúc này chiến tranh cũng không dựa vào võ giả cầm kiếm đánh nhau. Hiện tại vũ khí tiên tiến đến mức không cần đối mặt cũng có thể giết chết đối phương, võ giả vốn không có đất dụng võ. Một người đã không có đất dụng võ, còn muốn làm người cao cao tại thượng, muốn làm anh hùng được người ta dựa vào. Chuyện này vốn không thực tế, võ giả bị chiến tranh hiện đại đào thải, đây là điều tất nhiên trong lịch sử. Cho nên cuối cùng ông muốn làm gì? Lê Vĩnh Thiên đã đoán được thứ Đinh Điểu muốn nói, nhưng anh vẫn hỏi một chút. Võ giả chúng tôi cần trật tự của mình, Ngụy Nghiêm đã hứa với chúng tôi sau khi ông ta lên làm quốc vương Long Quốc thì sẽ cho chúng tôi địa bàn bang phái của mình, không cần bị luật pháp của các người trói buộc nữa. Đinh Điểu nói với vẻ kiêu ngạo, ông ta đã ý thức được hôm nay ông ta và Lê Vĩnh Thiên sẽ có một người chết, cho nên ông ta không giấu giếm nữa. Thật ra khi Lê Vĩnh Thiên còn nhỏ cũng hướng về một thế giới như võ hiệp, bênh vực kẻ yếu, hành hiệp trượng nghĩa. Nhưng mà khi trưởng thành, anh mới hiểu được nếu sống trong thế giới đó thì kẻ yếu sẽ phải sống trong sự tối tăm không nhìn thấy mặt trời. Bởi vì mỗi kẻ mạnh đều có cho mình một sự phân xét đúng sai và thủ đoạn trừng phạt tiêu chuẩn, có lẽ mình chỉ nôn một cục đờm trên đất nhưng vừa lúc gặp phải một đại hiệp có tinh thần trọng nghĩa tăng cao sẽ bẻ gãy mình mất. Trong lịch sử, triều đình vô cùng xem trọng võ giả, cũng cho phép các đại môn phái có môn quy tồn tại cho riêng mình cũng là thỏa thuận bất đắc dĩ. Bởi vì triều đình cần bọn họ bảo vệ quốc gia trên chiến trường, nhưng bây giờ lại không cần nữa, đương nhiên triều đình sẽ không tiếp tục thỏa hiệp. Trong quá trình đối kháng giữa võ giả và quân nhân triều đình bị trừng trị rất thảm, cho nên mới bị ép xuống, đến mức lần đầu tiên Lê Vĩnh Thiên nghe nói Ngụy Nghiêm nắm giữ rất nhiều võ lâm nhân sĩ trong tay còn cảm thấy khó tin. Lê Vĩnh Thiên, võ công của cậu cao như thế, cũng xem như thần tượng trong giới võ lâm, vậy mà cậu còn cam tâm tình nguyện giữ gìn luật pháp hiện đại. Lúc cậu làm hộ soái đầu tiên ở Long Quốc có từng suy nghĩ cho những người trong giang hồ chúng tôi chưa? Ninh Điểu nói vô cùng hùng hồn, giống như Lê Vĩnh Thiên là kẻ bại hoại trong đám võ giả vậy. Nói hay lắm nhưng thật ra ông chỉ là không chấp nhận bị ràng buộc bởi luật pháp hiện đại, sự trói buộc của hoàng đế mà thôi. Trong thiên hạ đều là đất của vua, ông từ bỏ suy nghĩ này đi. Trong đất Long Quốc tuyệt đối không thể chấp nhận có hai bộ luật có xung đột với luật của Long Quốc. Lê Vĩnh Thiên nói với thái độ kiên quyết. Luật pháp Long Quốc có thể nói là ưu tú nhất trong luật pháp toàn thế giới, trong đó kế thừa trí tuệ hơn ngàn năm của người xưa. Mặc dù bây giờ vì điều kiện hạn chế, còn có một số cái chưa được chứng thực, nhưng ít ra anh có thể cho mọi người một hy vọng chứng thực. Trong lịch sử, giáo chủ của giáo phái có quyền sinh sát tuyệt đối với những người trong giáo phái, muốn ai chết thì không ai dám nói không. Nhưng mà bây giờ bọn họ giết người còn bị hộ pháp kiểm tra, làm không tốt sẽ bị vào ngục. Thứ bọn họ theo đuổi là để triều đình không can thiệp vào chuyện nội bộ của bọn họ. Ha ha, Lê Vĩnh Thiên, loại chuyện này người bị giáng chức như cậu nói có giá trị gì? Thừa tướng đã đồng ý với chúng tôi, chờ nhà họ Ngụy đoạt được Giang Sơn Long Quốc thì sẽ phong quan ban tước cho chúng tôi. Chờ chúng tôi có quyền lực thì có thể sửa lại pháp luật của Long Quốc. Ninh Điểu nói, ai cũng hướng tới quyền lực tương đương có được tất cả, những thứ này trong chốn võ lâm cũng không ngoại lệ. Sớm muộn gì Long Quốc cũng thuộc về nhà họ Ngụy, Lê Vĩnh Thiên, mau chừa ra một con đường. Lão bốn lão năm, nếu ai dám cản đường chúng ta thì chặt một cánh tay của Lê Tuyết Tương. Ninh Điểu nói xong thì chậm rãi đi về phía Lê Vĩnh Thiên. Thiên, mặc kệ mẹ, nhất định không được thả kẻ bại hoại này đi. Lê Tuyết Tương lớn tiếng hô. Mà lão bốn và lão năm chỉ khẽ nắm lấy cánh tay của Lê Tuyết Tương, cũng không giữ chặt Lê Tuyết Tương như lời Ninh Điểu nói. Chương 1182 bắt Hà Ngọc Vinh làm con tin. Rất rõ ràng, lời kêu gọi đầu hàng lúc nãy của Lê Vĩnh Thiên đã có tác dụng, nhưng mà Lê Vĩnh Thiên có thể đánh bại cả Cầu Hạn, bây giờ lại giúp đỡ nhiều như thế. Sau khi bọn họ xem xét thời thế thì cảm thấy tiếp tục đi theo Đinh Điểu chỉ có một con đường chết. Nhất là lão năm, gã nghĩ đến khi nãy bị Đinh Điểu ép buộc làm bia đỡ đạn, trong lòng hận ông ta đến nghiến răng. Bây giờ có cơ hội trả thù Đinh Điểu, trong lòng của gã vô cùng vui vẻ. Sao thế, hai người còn muốn bị chôn cùng ông ta sao? Lê Vĩnh Thiên lạnh lùng nói với lão bốn và lão năm. Lê, hộ soái, anh, lúc trước anh nói, không truy cứu trách nhiệm của chúng ta có còn tính không? Lão năm tỏ vẻ mong chờ mà hỏi. Ninh Điểu nghe xong, lập tức tức giận quát, lão năm, mày là đồ khốn, nếu dám làm phản thì tao sẽ giết cả nhà mày. Lão già, ông uy hiếp ai đấy,
không nhìn tình hình trước mắt, bây giờ ông còn có thể sống mà ra ngoài sao? Lão Năm tức giận phản bác. Đồng thời, gã cùng quỳ lộp cộp một tiếng trước mặt Lê Vĩnh Thiên, than thở khóc lóc, hộ soái, tôi thật sự không muốn đối nghịch với anh, đều là lão già này ép buộc. Bây giờ chúng tôi trả bà chủ cho anh, hy vọng anh có thể giữ lời, tha cho chúng tôi một con đường sống. Lão Năm nói xong, lão Bốn cũng vội vàng lộp cộp quỳ trên đất, làm theo lão Năm. Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú Hằng lập tức chạy tới đỡ Lê Tuyết Tương về. Mà lúc này, Triệu Vũ Ngọc cũng đỡ lại Nhi đến trước mặt Lưu Đại Thông. Lưu Đại Thông lập tức bắt đầu kiểm tra thương thế trên người Lại Nhi. So với Triệu Đình Vũ mà nói, thương thế trên người Lại Nhi nhẹ hơn nhiều. Cút đi! Lê Vĩnh Thiên phất tay với Lão Bốn và Lão Năm, giọng điệu lạnh nhạt. Lão Bốn và Lão Năm nghe xong thì như được đại xá, lộn nhào ra ngoài. Đột nhiên Trương Minh Nguyệt cản trước mặt bọn họ, khẽ hỏi Lê Vĩnh Thiên, hộ soái, hai người đó làm nhiều chuyện ác, hơn nữa còn nhìn thấy chúng ta ở cùng nhau. Nếu bọn họ trở về nói với Ngụy Nghiêm thì chẳng phải chúng ta rơi vào thế bị động sao? Cô cảm thấy hai người bọn họ còn dám trở về chân nguyên phái sao? Hai người nghe cho kỹ, bây giờ tôi sẽ báo cho hộ pháp, hai người có thể tránh khỏi sự đuổi bắt của hộ pháp không thì phải xem bản lĩnh của hai người. Lê Vĩnh Thiên nói xong thì mỉm cười cầm điện thoại lên. Lão Bốn và Lão Năm thấy thế thì lập tức bị dọa nhanh chân chạy mất. Bình Loan, có hai tội phạm dính đến án mạng trốn trong núi sâu, bọn họ sẽ trốn trong hang núi một thời gian. Nếu như bận rộn thì hai ngày nữa dẫn người đi bắt cũng được, trong điện thoại, Lê Vĩnh Thiên dùng giọng nói vô cùng khẳng định mà nói. Chờ khi Lê Vĩnh Thiên báo án với Bình Loan xong, Phạm Cương tỏ vẻ hoang mang mà nói, hộ soái, sao anh biết bọn họ sẽ chạy vào hang núi, còn tìm một hang núi ở lại? Trong tình huống này, chẳng phải bọn họ sẽ trốn càng xa càng tốt, hoặc là đầu tiên sẽ tìm người nhà bọn họ sao? Loại tình huống này, người khác sẽ làm ra phản ứng khác. Bọn họ là một kẻ phản bội sẽ chột dạ, chắc chắn sẽ không dám về chân nguyên phái, hơn nữa người nhà đối với bọn họ không phải quan trọng nhất, bọn họ sợ hộ pháp sẽ thông qua người nhà mà bắt bọn họ. Nhát gan cẩn thận, trước mắt biện pháp an toàn nhất chính là tìm chỗ trốn, chờ sóng gió qua rồi nói. Lê Vĩnh Thiên nói xong. Thấy Phạm Cương vẫn tỏ ra khó hiểu thì nói tiếp, lúc bị đuổi bắt đương nhiên sẽ cảm thấy hang núi là an toàn nhất, lúc này bất kỳ hoạt động gì đều có nghĩa sẽ mạo hiểm bại lộ. Lê Vĩnh Thiên cảm giác nếu nói thêm nữa thì xem bọn Phạm Cương như kẻ ngốc rồi, muốn đoán chính xác loại này cần thực lực tổng hợp. Mà có thể tin tưởng phán đoán của mình không hề nghi ngờ thì phải dựa vào sự tự tin mạnh mẽ, vô cùng tự tin chứ không phải tự tin mù quáng. Mấy người này nghe Lê Vĩnh Thiên nói có vẻ rất đơn giản. Nhưng dù bọn họ có thể phán đoán như thế cũng không dám chắc chắn. Thật giống như trước đó Lê Vĩnh Thiên đoán được chỗ nấp, rõ ràng không nhìn thấy người nhưng Lê Vĩnh Thiên tin tưởng vững chắc không nghi ngờ gì. Mà sự thật chứng minh, Lê Vĩnh Thiên hoàn toàn có bản lĩnh để tự tin như thế. Ngay lúc mọi người nghe Lê Vĩnh Thiên nói thì đột nhiên Đinh Điểu nhào về phía Hà Ngọc Vinh. Đương nhiên, ông ta muốn bắt Hà Ngọc Vinh làm con tin. Mặc dù Hà Ngọc Vinh đang suy nghĩ điều Lê Vĩnh Thiên nói nhưng làm một quân nhân thì phải luôn có sự cảnh giác. Lúc tay phải của Đinh Điểu bóp cổ cô ấy lắc mình tránh đi, sau đó dùng tay phải túm lấy Đinh Điểu đấm về phía bụng dưới của ông ta. Chương 1183 nội lực của Đinh Điểu. Cẩn thận, đừng đối cứng với ông ta. Lê Vĩnh Thiên biết thực lực của Hà Ngọc Vinh vốn không phải đối thủ của Đinh Điểu, thấy cô ấy định dùng trưởng hóa giải quyền của Đinh Điểu thì lập tức lớn tiếng cảnh báo. Cùng lúc đó, anh lách mình nhào về phía Đinh Điểu, Tiểu Thính Vũ lâu chỉ vào tim Đinh Điểu. Sau khi Hà Ngọc Vinh nghe Lê Vĩnh Thiên cảnh báo thì nhanh chóng rụt tay phải về, đồng thời mượn quyền phong của Đinh Điểu mà nhanh chóng lui về phía sau. Kết quả vừa lui hai bước đã đụng vào tường ở sau lưng. Ngay lúc Hà Ngọc Vinh dự định nghiến răng liều mạng với Đinh Điểu thì Đinh Điểu rụt nắm đấm lại. Không còn cách nào. Nếu ông ta tiếp tục kiên trì tấn công Hà Ngọc Vinh thì ông ta sẽ bị Tiểu Thính Vũ lâu của Lê Vĩnh Thiên đâm một lỗ thủng. Lê Vĩnh Thiên, chẳng lẽ thanh danh của cậu là dựa vào mấy phương thức này mà có được sao? Đinh Điểu lui về, dùng giọng điệu chế giễu mà nói. Đám người nghe xong thì suýt chút nữa cười ra tiếng, ở trước mặt Lê Vĩnh Thiên mà dùng phép khích tướng, đây chẳng phải múa rìu qua mắt thợ sao? Nhưng mà điều khiến cho người ta bất ngờ chính là Lê Vĩnh Thiên lại giống như thật sự trúng phép khích tướng của Đinh Điểu. Được, như ông mong muốn, chỉ có mình tôi và ông đấu với nhau. Nhưng mà không gian nơi này quá hẹp, không đánh được, chúng ta ra ngoài đi. Lê Vĩnh Thiên nói xong thì xoay người rời đi.
Anh vừa đi hai bước đã quay đầu nhìn thoáng qua Khương Hà Bằng, sau đó nhướng mày không khách khí mà nói, quản gia Bằng, dẫn theo nhiều người đến như thế cũng không thể rảnh rỗi được. Cho người xử lý thi thể treo trên kia đi, như bộ thi thể đó, tôi sẽ giữ lại toàn thây cho mấy người. Nếu như người khác nói lời này, nhất định Đinh Điểu sẽ mắng người đó không biết trời cao đất rộng, nhưng Lê Vĩnh Thiên lại nói lời này khiến cho ông ta không rét mà run. Nhưng mà ông ta nghĩ lại, ra ngoài rồi ông ta không đánh lại chẳng lẽ không thể chạy sao? Ông ta tin tưởng với bản lĩnh của ông ta, nếu như muốn chạy thì không ai có thể giữ ông ta lại. Bên ngoài biệt thự Tinh Nguyệt, Lê Vĩnh Thiên và Đinh Điểu đứng đối mặt nhau, Phạm Cương và Hà Ngọc Vinh đứng cách bọn họ không xa, mà Trương Minh Nguyệt tránh trên cây, dùng súng nhắm chuẩn Đinh Điểu, phòng ngừa tên khốn này không đánh mà chạy. Bởi vì Đinh Điểu biết mấy người bọn họ tụ tập một chỗ cùng với Lê Vĩnh Thiên, nếu để cho ông ta chạy đi nói với Ngụy Nghiêm thì Ngụy Nghiêm có nhược điểm trong tay sẽ lập tức phái binh mã đến gây phiền phức. Nếu như thế thì sẽ vô cùng bất lợi cho kế hoạch tiếp theo của bọn họ, cho nên Đinh Điểu phải chết. Hôm nay hai người chúng ta tử chiến, chỉ có một người ngã xuống thì một người khác mới có thể sống rời đi. Lê Vĩnh Thiên chậm rãi giơ tiểu thính vũ lâu lên, chỉ về Đinh Điểu ở phía xa, lạnh lùng nói. Lê Vĩnh Thiên, đừng tưởng hôm nay cậu thắng cầu hạn thì nhất định sẽ đánh bại được tôi. Võ công của tôi và ông ta hoàn toàn khác nhau, hôm nay hưu chết vào tay ai còn chưa biết được. Đinh Điểu nói xong thì khí tụ đan điền, nội lực mạnh mẽ khiến cho quần áo của ông ta giống như khí cầu thổi phồng lên. Cùng lúc đó, toàn bộ thân thể của ông ta đều trở nên lớn hơn. Sau đó Đinh Điểu gầm lên giận dữ, bộ pháp dưới chân liên tục thay đổi, bộ pháp càng lúc càng nhanh, lập tức chỉ còn lại một bóng đen xoay tròn cực nhanh. Nội lực mạnh mẽ khiến xung quanh hình thành một cơn gió mạnh, khiến cho mái tóc dài của Hà Ngọc Vinh tung bay trong gió, tất cả có vẻ tiêu điều. Bởi vì mục tiêu của Đinh Điểu là Lê Vĩnh Thiên, luồng sát khí quan trọng nhất đương nhiên là dùng để đối phó Lê Vĩnh Thiên. Lê Vĩnh Thiên cảm giác mình giống như đang ở Bắc Cực ngập tràn băng tuyết, đối diện là gió lạnh gào thét. Thỉnh thoảng trong gió lạnh còn kèm theo vụn băng đánh lên mặt Lê Vĩnh Thiên khẽ đau. Thật đúng như Đinh Điểu nói, võ công của Đinh Điểu và Cầu Hạn hoàn toàn khác nhau. Đinh Điểu là mạnh về nội công trong cơ thể, mà Cầu Hạn lại theo đuổi đao pháp kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Nếu như so về nội lực, chắc chắn Cầu Hạn không phải là đối thủ của Đinh Điểu. Đột nhiên có một bóng đen dùng tốc độ cực nhanh nhào về phía Lê Vĩnh Thiên, Lê Vĩnh Thiên đang dùng toàn lực chống lại nội lực mạnh mẽ của Đinh Điểu, thấy bóng đen kia lập tức dùng một quyền đón lấy. Chỉ nghe tiếng bịch vang lên, thân thể Lê Vĩnh Thiên liên tiếp lui về phía sau mấy bước, mà bóng đen kia lại không hề hao tổn gì mà lui về, rõ ràng nội lực của Đinh Điểu cách xa phía trên Lê Vĩnh Thiên. Chương 1184 Hiên Viên Phách. Một đòn của Đinh Điểu chiếm ưu thế, lập tức lòng tin tăng lên hơn nhiều. Ông ta gầm lên giận dữ, khuôn nắm đấm đánh chớp nhoáng về phía Lê Vĩnh Thiên. Lê Vĩnh Thiên trông thấy xung quanh mình đều là nắm đấm như bao cát, rõ ràng những nắm đấm này đa phần đều là ảo ảnh, mà nắm đấm thật giấu trong đống ảo ảnh này. Lúc Lê Vĩnh Thiên đang phân tích cái nào là nắm đấm thật thì đột nhiên phía sau phát lên một luồng sức lực, anh muốn nhanh chóng xoay người nhưng đã không kịp. Một quyền nặng nề khiến thân thể của anh tiến sát Đinh Điểu thêm mấy bước, lập tức khí huyết cuồn cuộn trong cơ thể. Lê Vĩnh Thiên hét a một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Phạm Cương và Hà Ngọc Vinh thấy thế, một người rút súng, một người rút dao găm dự định gia nhập chiến đấu. Đinh Điểu liên tiếp đắc thủ hai lần, nhịn không được đắc ý cười như điên. Nhóc con, thì ra chẳng có gì hơn thế, đi chết đi. Lần này nắm đấm bốn phương tám hướng biến thành bóng đen bốn phương tám hướng. Phạm Cương chĩa súng vào bên này, lại chỉ có thể lo lắng xuông, bởi vì nhiều bóng đen như thế. Anh ấy vốn không biết cái nào là thật. Hơn nữa nếu tùy tiện nổ súng làm Lê Vĩnh Thiên bị thương thì làm sao bây giờ? Hà Ngọc Vinh cũng như thế, cô ấy vô cùng hoang mang, cầm dao găm sốt ruột đi lòng vòng. Quét sạch ngàn quân. Theo tiếng gầm lên giận dữ của Lê Vĩnh Thiên, đột nhiên trong sân hiện lên ánh sáng trắng. Ánh sáng chiếu vào mắt Phạm Cương làm mắt bọn họ hơi đau. Trong không trung vang lên tiếng sét, sau đó tiếng chém nứt, trong sân yên tĩnh lại. Lê Vĩnh Thiên đứng trong sân, tóc của anh tung bay. Sát khí xung quanh Đinh Điểu cuốn lên cho bụi, lá rụng cũng bắt đầu rơi xuống. Mà lúc này, Đinh Điểu nửa nằm trên mặt đất, dùng ánh mắt khó tin mà nhìn Lê Vĩnh Thiên. Mà lúc này ở cạnh Đinh Điểu có một cánh tay nắm lại thành một nắm đấm từ từ giãn ra, năm ngón tay như năm trái chuối tiêu vô lực chỉ vào trời cao. Sắc mặt Đinh Điểu trắng bệch,
dùng tay trái che cánh tay phải bị gãy lìa. Lê Vĩnh Thiên, cậu dùng kiếm pháp gì? Đinh Điểu không cam lòng mà hỏi. Rõ ràng vừa rồi ông ta chiếm thế thượng phong, ông ta nghĩ rằng mình đã khống chế tốt, có thể giết chết Lê Vĩnh Thiên. Không ngờ đột nhiên Lê Vĩnh Thiên lại phản kích khi rơi vào đường cùng. Kiếm pháp này quá kỳ quái, đâm tới từ góc độ ông ta không tưởng tượng được. Ông ta vốn không có cách nào phòng ngự. Ông ta không tin một quân nhân ở trong lâu dài mang binh đánh giặc có thể nghiên cứu ra kiếm pháp tuyệt diệu như thế. Chiêu thứ tư của cuốn kiếm phổ chín chiêu thức kiếm hiên viên quét sạch ngàn quân. Tôi còn phải cảm ơn ông, nếu như không nhờ ông tạo ra tuyệt cảnh thì tôi còn không hiểu rõ được chân lý của chiêu này. Lê Vĩnh Thiên vừa cười vừa nói. Cuốn kiếm phổ chín chiêu thức kiếm hiên viên. Ninh Điểu nghe kiếm pháp này hơi quen tai, nhưng lại không nghe đã nghe ở đâu. Chẳng lẽ ông không biết hiên viên phách? Hiên viên phách từng là kiếm khách hàng đầu thiên hạ sao? Không phải kiếm pháp của ông ta thất truyền rồi sao? Sao cậu có kiếm pháp của ông ta? Ninh Điểu tỏ vẻ khiếp sợ mà hỏi. Đương nhiên ông ta đã nghe qua tên của hiên viên phách, nhưng chỉ cảm thấy hiên viên phách là một sự tồn tại xa xôi, cho nên không móc nối quan hệ giữa hiên viên phách và cuốn kiếm phổ chín chiêu thức kiếm hiên viên. Ông có thể chết trong kiếm pháp mà thiên hạ đệ nhất kiếm khách khai sáng thì chết cũng không tiếc. Lê Vĩnh Thiên không có ý định nói nhảm với Đinh Điểu, anh cầm tiểu thính vũ lâu từ từ đi về phía Đinh Điểu. Chương 1185 giết chết Đinh Điểu. Đột nhiên Đinh Điểu giơ tay lên, một khí thế mạnh mẽ đập vào mặt Lê Vĩnh Thiên. Hơn nữa trong không khí ẩn chứa mùi hương khác thường. Lê Vĩnh Thiên sợ trong không khí có độc nên lập tức dùng ống tay áo che mặt, lùi về phía sau. Mà lúc này, Đinh Điểu nhảy từ dưới đất lên, dùng tốc độ cực nhanh mà chạy về nơi xa. Chuyện đột nhiên xảy ra, ngay cả Phạm Cương và Hà Ngọc Vinh cũng chưa kịp phản ứng. Ngay lúc này, chỉ thấy không trung phát ra tiếng rồng gầm, tiểu thính vũ lâu giống như dao long, dùng tốc độ như tia chớp nhào về phía Đinh Điểu. Đinh Điểu đã đứng trên tường, định tung người nhảy vào rừng rậm. Tiểu thính vũ lâu gào thét đi tới, chưa đợi ông ta nhảy xuống, tiểu thính vũ lâu đã cắm vào tim ông ta. Băng, mà cũng trong lúc đó, một tiếng súng vang lên, một viên đạn chuẩn xác bắn vào ót Đinh Điểu. Đinh Điểu cũng không kịp phát ra tiếng gì, ngã trên đất mà chết. Ôi, võ công như thế này làm gì mà không được, lại cứ nhất định làm chó săn của Ngụy Nghiêm. Phạm Cương đi đến trước thi thể của Đinh Điểu, dùng chân đá đá. Sau khi xác định ông ta đã chết thì nói với vẻ tiếc hận. Lê Vĩnh Thiên nhìn thi thể của Đinh Điểu, đột nhiên có một suy nghĩ vụt qua, một diệu kế hình thành trong đầu anh. Vừa đúng lúc Trương Minh Nguyệt cầm súng bắn tỉa tới, Lê Vĩnh Thiên vẫy vẫy tay với cô ta. Cô ta lập tức bước nhanh đến cạnh Lê Vĩnh Thiên, hơi chột dạ nói, hộ soái, tôi vừa thấy ông ta muốn bỏ chạy nên sốt ruột nổ súng. Dù sao cũng phải giết chết ông ta, chết cũng được. Cô biết nhiều năng nhân dị sĩ, có ai biết thuật dịch dung không? Trương Minh Nguyệt thấy Lê Vĩnh Thiên ngoắc tay với cô ta, còn tưởng rằng Lê Vĩnh Thiên trách cô tùy tiện ra tay. Cô ta thấy Lê Vĩnh Thiên hỏi chuyện này thì khẽ thở dài một hơi nhẹ nhõm. Tôi biết dịch dung, lần trước tôi đi nước dẫn dao ám sát vua dẫn dao, chẳng phải dịch dung ra nước ngoài sao. Tôi còn giúp Hà Ngọc Vinh dịch dung, để cô ấy đi ám sát vua sư quốc đó. Chẳng lẽ anh quên rồi sao? Trương Minh Nguyệt nói. Cái đó của cô không phải là dịch dung thật sự, chỉ là thuật hóa trang tương đối tốt mà thôi. Lê Vĩnh Thiên nói. Vậy anh muốn dịch dung thế nào? Trương Minh Nguyệt hỏi. Tôi muốn dịch dung thành Đinh Điểu, nên cần một người biết thuật dịch dung. Lê Vĩnh Thiên nói. Trương Minh Nguyệt suy nghĩ một chút, sau đó nói, có một người, nhưng tính cách rất quái dị. Người có bản lĩnh ai mà không có tính cách quái dị, cô có thể liên hệ người đó ngay không? Lê Vĩnh Thiên tỏ vẻ nghiêm túc mà hỏi. Người đó là thần trộm, nếu người đó không muốn gặp thì không ai có thể gặp được. Bởi vì khinh công của người đó rất tốt, hơn nữa còn giỏi về dịch dung. Dù cho thật sự gặp được thì cũng không biết có đúng người hay không. Nhưng mà trước kia tôi vô tình cứu được người đó. Nhưng ngoại trừ khinh công và dịch dung thì võ công cũng không cao, hơn nữa luôn cả lơ phất phơ không có trách nhiệm. Hộ soái, anh muốn dịch dung làm Đinh Điểu làm gì? Trương Minh Nguyệt tò mò hỏi. Chuyện này cô không cần quan tâm, mau chóng tìm người đó là được. Chú Bằng, chú qua đây một chút, tôi với chú có việc cần bàn. Lê Vĩnh Thiên nhìn Khương Hà Bằng đứng ở một bên mà nói. Khương Hà Bằng thấy Lê Vĩnh Thiên chủ động nói chuyện với ông, hơn nữa còn gọi ông là chú Bằng thì lập tức vui vẻ cười rạng rỡ. Ông thấy Lê Vĩnh Thiên muốn chấp nhận nhà họ Long rồi, ông ta vội vàng bước nhanh qua,
vô cùng cung kính mà nói, cậu chủ có gì dặn dò? Tướng quân Tiêu đã hiểu ý tôi, cho nên giữa chúng tôi vẫn giữ khoảng cách thì tốt hơn, chú trở về nhắn với ông ấy giúp tôi. Mặc dù Lê Vĩnh Thiên biết chuyện năm đó hoàn toàn là hiểu lầm Long Chấn Tiêu, nhưng muốn anh chấp nhận thì anh vẫn không vượt qua được bóng đen trong lòng. Cho nên anh vẫn dùng tướng quân Tiêu để gọi Long Chấn Tiêu. Nghe thấy xưng hô này, trong ánh mắt Khương Hà Bằng không che giấu được sự thất vọng. Ông khẽ nói, cậu chủ, ông chủ bảo tôi ở đây bảo vệ cậu chủ và bà chủ, tôi không thể đi về như thế. Tiếp theo chúng tôi sẽ có hành động, chi tiết cụ thể không tiện cho chú biết. Tôi muốn chú đưa mẹ tôi về Long Phủ, không phải ông ấy đã chuẩn bị một gian nhà xoa, hãy để mẹ tôi ở trong gian nhà đó. Ngoài ra để cho mấy người nhược mai cũng vào đó ở. Sau đó Lê Vĩnh Thiên phải toàn lực đối phó Ngụy Nghiêm, anh sợ đến lúc đó Ngụy Nghiêm chó cùng rứt dậu tổn thương người nhà anh. Bây giờ anh đưa mẹ và vợ đến nhà họ Long cũng để tránh nỗi lo về sau. Thật ra anh làm vậy cũng không hoàn toàn vì mình, bởi vì anh biết thật ra Lê Tuyết Tương đã tha thứ cho Long Chấn Tiêu. Anh chỉ lo tâm trạng của mình mà không để ý đến cảm nhận của mẹ cũng thật sự không tốt. Chương 1186 chồng và mẹ chồng đã bị Chu Nhược Mai giành mất. Đối với Khương Hà Bằng mà nói, Lê Vĩnh Thiên có thể để mẹ mình quay về lại Long Phủ, đây đã là một điều phá lệ rồi. Chỉ cần Lê Tuyết Tương quay về rồi, thì Lê Vĩnh Thiên sớm muộn gì cũng sẽ quay về mà thôi. Được, không vấn đề gì, khi nào thì tôi có thể đưa bà chủ rời khỏi đây. Khương Hà Bằng cả khuôn mặt đều toát lên vẻ phấn khởi và nói. Đợi sau khi trời sáng, nhớ rõ, việc mẹ tôi đi đến Long Phủ tuyệt đối không được để bất cứ người nào biết được, ngay cả những người khác trong Long Phủ cũng không ngoại lệ. Lê Vĩnh Thiên nói, cậu chủ, tôi làm việc thì cậu yên tâm đi, thế lực của lão già gian xảo Ngụy Nghiêm hiện giờ đang cực kỳ lớn mạnh, cậu nhất định phải cẩn thận, nếu như Khương Hà Bằng đang muốn nói với Lê Vĩnh Thiên rằng, tới lúc cấp thiết, thì có thể quay về nhà họ Long tìm đường lui. Được rồi, chú Bằng, mặc dù tôi để mẹ tôi đến Long Phủ, nhưng không có nghĩa là tôi đã trở thành người của nhà họ Long, đợi đến khi tôi giải quyết xong chuyện ở bên này, thì tôi nhất định sẽ đón mẹ mình quay trở về. Lê Vĩnh Thiên biết rằng Khương Hà Bằng đang định thuyết phục mình quay về nhà họ Long, vì vậy anh đã nhanh chóng ngăn Khương Hà Bằng tiếp tục nói. Lê Vĩnh Thiên có thể cảm nhận rất rõ ràng về sự trung thành của Khương Hà Bằng đối với Long Chấn Tiêu, vì vậy anh không muốn buông lời quá nặng nề. Như thế sẽ khiến cho Khương Hà Bằng rất khó xử. Khương Hà Bằng nhẹ nhàng thở dài, sau đó cúi đầu xuống và nói, được, cậu chủ, chúng tôi sẽ đợi ở bên ngoài, cậu ở đây nói lời tạm biệt với bà chủ đi, sau đó chúng tôi sẽ nhanh chóng đưa bà chủ rời đi. Khi nghe Lê Vĩnh Thiên nói rằng sẽ để mình và Khương Hà Bằng quay trở về nhà họ Long, Lê Tuyết Tương sững người, vội vàng hỏi, Thiên à, có phải con đang gặp rắc rối gì không, nếu như con gặp chuyện gì bất trắc, chúng ta phải làm sao đây? Mẹ nghĩ nhiều rồi, con chỉ cảm thấy rằng mẹ nên cho Long Chấn Tiêu một cơ hội để chuộc lỗi lầm, nhưng con lại sợ rằng mẹ một mình đến nhà họ Long thì rất cô đơn, vì vậy con mới bảo Nhược Mai và những người khác đi qua đó cùng mẹ. Mẹ yên tâm, những người khác trong nhà họ Long tuyệt đối sẽ không bao giờ dám làm phiền mẹ, mọi người đều sẽ có khu vực của riêng mình. Lê Tuyết Tương trần trừ một lúc, sau đó nhẹ nhàng gật đầu, bà ấy là một người thông minh. Nên bà ấy biết rõ rằng nếu như bà tiếp tục ở lại Đà Lạt thì rất có khả năng sẽ làm liên lụy đến Lê Vĩnh Thiên. Con trai bà là một anh hùng đầu đội trời chân đạp đất, những chuyện làm ra đều là đại sự, vì nước vì dân, tuy rằng bản thân bà ấy không thể giúp ích được gì, nhưng ít nhất cũng không thể trở thành gánh nặng của con mình được. Lúc Chu Nhược Mai sắp rời đi, cô nước mắt lưng tròng nhìn về phía Lê Vĩnh Thiên, trong lòng chất chứa nhiều điều muốn nói nhưng lại chẳng thể nói thành lời, cô khó khăn lắm mới chờ được kỳ kinh nguyệt qua đi. Vốn còn dự định sẽ cùng với Lê Vĩnh Thiên biến chuyện mang thai giả thành thật, kết quả bây giờ cô và Lê Vĩnh Thiên lại sắp phải rời xa nhau. Bây giờ Lê Tuyết Tương đang từng ngày mong mỏi bụng của Chu Nhược Mai sẽ lớn nhanh lên một chút để bà ấy sớm có cháu bồng. Thế nhưng bây giờ, hạt giống còn chưa kịp gieo vào mảnh đất màu mỡ thì đã phải đôi ngã chia ly, loại tâm trạng này, ai có thể hiểu thấu chứ? Chu Nhược Mai nắm lấy tay của Lê Vĩnh Thiên, cô ghé sát lại và thì thầm vào tai anh phải mau chóng đến tìm em. Nếu anh đến muộn quá thì sẽ không có cách nào khiến thai giả thành thật được đâu, nếu như để cho mẹ biết được thì mẹ sẽ rất đau lòng. Được rồi, yên tâm, anh sẽ không đến quá muộn đâu, em thực sự chỉ là vì lo lắng rằng mẹ sẽ đau lòng khi biết được sự thật thôi sao? Lê Vĩnh Thiên nở nụ cười ấm áp và nói. Đáng ghét, chẳng lẽ anh không muốn sao? Chu Nhược Mai cúi đầu bẽn lẽn, khuôn mặt ngại ngùng ửng đỏ và nói. Hai người đủ rồi đó,
thường ngày đã phải nhìn thấy cảnh hai người thắm thiết nhiều lắm rồi, bây giờ còn, Nguyễn Tú Hằng còn chưa kịp nói dứt câu thì đã bị Triệu Vũ Ngọc và Lê Tuyết Tương kéo lên xe rồi. Chị Tú Hằng, vợ chồng son nhà người ta yêu nhau thắm thiết, nói lời từ biệt nhau lâu một chút thì cũng là chuyện bình thường mà, nếu chị cảm thấy chịu không nổi cảnh yêu đương mặn nồng này thì cũng mau mau tìm người yêu đi, để cho em được nhìn thấy cảnh yêu đương nhắn nhít của hai người. Triệu Vũ Ngọc kéo tay của Nguyễn Tú Hằng, cười cười và nói. Đúng thế, Tú Hằng à, con vừa rất xinh đẹp lại còn thông minh, hình như lại còn viết sách gì đấy nữa, chắn chắn là rất sắc sảo. Con với Nhược Mai cũng chạc tuổi nhau, cũng nên suy nghĩ đến vấn đề hôn nhân rồi. Lê Tuyết Tương mỉm cười và nói. Nguyễn Tú Hằng cảm thấy rất ấm ức, khẽ mở chiếc môi nhỏ xinh và nói, dì cho rằng con không muốn tìm sao, người chồng tốt và mẹ chồng hiền lành đều đã bị Chu Nhược Mai giành hết rồi, con còn có thể làm gì được chứ? Nhìn thấy Chu Nhược Mai cùng với những người khác đã ngồi lên xe và rời đi, trong lòng của Lê Vĩnh Thiên bỗng nhiên xuất hiện những cảm xúc lẫn lộn, mặc dù việc chia cách chỉ là tạm thời, nhưng trái tim anh vẫn thực sự cảm thấy có gì đó trống rỗng. Hộ soái, hộ soái. Sau đó, một bàn tay thon nhỏ đang vẫy qua vẫy lại trước mặt Lê Vĩnh Thiên, lúc này Lê Vĩnh Thiên mới bừng tỉnh lại. Nếu như đã không nỡ làm điều này, vậy sao không để cô ấy ở lại bên cạnh mình? Nhìn thấy bóng dáng của chiếc xe chở Chu Nhược Mai đã dần dần khuất dạng nhưng mà Lê Vĩnh Thiên vẫn còn đang nhìn mãi vào khoảng không theo hướng mà chiếc xe rời đi, Hà Ngọc Vinh cảm thấy rất xót xa, cô ấy đã cầm lòng không được mà nói ra câu này. Ai không nỡ chứ, tôi chỉ là đang nghĩ cách sắp xếp công việc tiếp theo mà thôi, lập tức thông báo cho tất cả mọi người, mau chóng tập hợp tại phòng khách của biệt thự, tôi phải bàn bạc với mọi người kế hoạch tiếp theo. Khi Lê Vĩnh Thiên nói xong thì liền sải bước đến phòng khách của biệt thự. Tại phòng khách của biệt thự, khuôn mặt của mọi người đều ánh lên vẻ thoải mái, nhưng trong lòng thì lại đang vô cùng nặng trĩu, vì họ biết rằng sự thành công hay thất bại của vụ việc lần này có liên quan mật thiết đến vận mệnh quốc gia của Long Quốc. Nếu việc thành thì họ có thể sẽ trở thành những anh hùng mà nhà nhà đều khen ngợi, người người đều tung hô. Nhưng nếu như thua, thì họ chắc chắn sẽ bị nhà họ Ngụy mô tả như kẻ tội đồ của đất nước và ghi vào bộ sách giáo khoa của Long Quốc để giảng dạy cho học sinh. Chương 1187 giả mạo thân phận. Tôi tin mọi người đều biết tình hình hiện tại của quốc vương Long Quốc, bây giờ tôi sẽ nói về kế hoạch của tôi. Lê Vĩnh Thiên nói xong thì quay đầu hỏi Trương Minh Nguyệt, tổ trưởng Minh Nguyệt, người bạn kia của cô khi nào đến. Tôi đã cho cấp dưới phát tín hiệu cho anh ta, thời gian cụ thể lúc nào tôi cũng không chắc, nhưng nếu anh ta nhìn thấy thì sẽ nhanh chóng đến tìm tôi. Trương Minh Nguyệt không chắc mà nói. Hộ soái. Chúng ta có nhiều người như vậy chắc là đủ rồi nhỉ. Phạm Cương thấy Lê Vĩnh Thiên còn muốn tìm giúp đỡ, hơn nữa còn thông qua Trương Minh Nguyệt tìm người. Ngay cả Trương Minh Nguyệt cũng không chắc có thể liên hệ được với người nọ không, chắc chắn quan hệ cũng không quá thân. Chuyện bí mật như thế lại để cho người không xác định tham gia, anh ấy có cảm giác vô cùng mạo hiểm. Lê Vĩnh Thiên quay đầu nhìn Phạm Cương lập tức ý thức được mình lắm mồm, bởi vì chuyện anh ấy có thể nghĩ đến thì chắc chắn Lê Vĩnh Thiên đã nghĩ đến. Phạm Cương lập tức cúi đầu không nói thêm gì nữa, Lê Vĩnh Thiên cũng không hề giải thích với anh ấy. Lưu Đại Thông, Lê Vĩnh Thiên điểm danh. Có, Lưu Đại Thông đứng lên khỏi vị trí chào theo kiểu nhà binh. Theo bọn họ nghĩ, nơi này tương đương với phòng chỉ huy bộ đội. Lúc trước khi Đinh Điểu cùng tôi ứng chiến, anh cũng thấy rồi đúng không? Tiếp theo, anh giả thành dáng vẻ của ông ta, giả mạo thân phận của ông ta đi vào Long Cung gặp quốc vương Long Quốc. Lê Vĩnh Thiên vừa nói xong lời này, tất cả mọi người đều hoảng sợ, nhất là Lưu Đại Thông, anh ấy còn chưa chuẩn bị xong tư tưởng. Hộ soái, lúc đó tôi tập trung trị thương cho Triệu Đình Vũ và Lại Nhi, vốn không để ý đến Đinh Điểu, làm như thế không phải hơi qua loa sao? Ngộ nhớ bị bọn họ nhận ra thì làm sao bây giờ? Lưu Đại Thông cảm thấy rất áp lực mà nói. Nhiệm vụ nguy hiểm thế nào anh ấy cũng không sợ, nhưng nhiệm vụ này liên quan đến an nguy của quốc vương Long Quốc. Anh ấy sơ ý một chút có thể làm cho cả kế hoạch thất bại. Nếu biết nhiệm vụ lần này quan trọng, anh nhất định phải khiến bọn họ không nhận ra, anh hãy nhớ lại từng hành động của Đinh Điểu khi đó. Trong nhóm người này, chỉ có Đinh Điểu dễ dàng nhất tiếp cận quốc vương Long Quốc nhất, cho nên Đinh Điểu nhất định phải để anh đảm nhiệm. Lê Vĩnh Thiên đã nói đến mức này, Lưu Đại Thông biết nói gì nữa cũng không thể thay đổi quyết định của anh, vì thế bắt đầu cố gắng nhớ lại những hình ảnh liên quan đến Đinh Điểu. Lưu Đại Thông làm quân nhân, dù cho ở đâu đều vô cùng nhạy cảm với hoàn cảnh xung quanh. Cho dù lúc này không đặt lực chú ý lên một vài thứ, nhưng chỉ cần cẩn thận nhớ lại,
những người và sự việc lúc đó không chú ý cũng có thể rõ mòn một ở trước mắt. Tổ trưởng Minh Nguyệt, cô có thể thông qua điện thoại nội bộ của Điện Bắc Đầu mà có tư liệu cặn kẽ của mấy người này khôn. Lê Vĩnh Thiên cũng biết chỉ dựa vào chuyện nhìn mà muốn đóng giả một người thì vô cùng nguy hiểm, vì thế anh quay đầu lại hỏi Trương Minh Nguyệt. Chắc không thành vấn đề, tôi sẽ đi liên hệ bọn họ. Trương Minh Nguyệt nói xong thì điện thoại đi ra ngoài. Phạm Cương. Phạm Cương đứng lên khỏi vị trí. Anh phụ trách giả mạo một người đệ tử của Đinh Điểu, cụ thể là người đệ tử nào thì chờ tổ trưởng Minh Nguyệt cầm tài liệu tới sẽ ghép với anh. Phạm Cương nhìn Lưu Đại Thông một chút, anh ấy đường đường là tướng ba sao thế mà lại làm đồ đệ của quân y, anh ấy có cảm giác nhân tài không được trọng dụng. Sao, còn cảm thấy tủi thân à? Tôi cũng sẽ chọn một người trong ba người đệ tử của Đinh Điểu, tôi thấy hình thể của tôi và Lão Năm tương đương, tôi chính là Lão Năm. Lê Vĩnh Thiên nói xong, mới vừa rồi Lưu Đại Thông còn nở nụ cười đắc ý với Phạm Cương vội vàng đứng lên. Hộ soái, như vậy sao được, anh giả mạo Đinh Điểu đi, tôi giả mạo Lão Năm là được rồi. Lưu Đại Thông vừa nghĩ tới thái độ lúc đó của Đinh Điểu đối với Lão Năm, sau khi mình giả mạo Đinh Điểu phải dùng thái độ đó đối với Lê Vĩnh Thiên thì cảm thấy vô cùng chột dạ. Chương 1188 tôi muốn đóng làm vợ anh. Anh đừng quên, hành động lần này anh là nhân vật chính. Tất cả mọi người chúng tôi sẽ phục vụ anh, chẳng những anh phải gặp Quốc Vương Long Quốc, mà còn phải chẩn bệnh trước mặt Quốc Vương Long Quốc, còn nhất định phải chữa khỏi bệnh cho Quốc Vương Long Quốc. Nếu không chúng tôi và anh sẽ không xong đâu, Lê Vĩnh Thiên tỏ ra nghiêm túc mà nói. Mặc dù bình thường những người này đều cùng Lê Vĩnh Thiên cười cười nói, nhưng lúc này bọn họ lại câm như hến, bởi vì bây giờ dường như Lê Vĩnh Thiên thật sự trở thành hộ soái. Hà Ngọc Vinh, Lê Vĩnh Thiên lại bắt đầu điểm danh. Bình thường Hà Ngọc Vinh quen cười đùa tí tửng với Lê Vĩnh Thiên, lúc này nghe tiếng quát của Lê Vĩnh Thiên, thân thể Hà Ngọc Vinh run lên một cái, sau đó vội vàng đứng lên chào kiểu nhà binh, lớn tiếng nói, có. Cô đóng vai mẹ tôi, Lê Vĩnh Thiên nói với vẻ nghiêm túc. Á, chuyện này tôi già thế sao? Hơn nữa, Hà Ngọc Vinh bị dọa sợ, cô ấy nằm mơ cũng không dám nghĩ tới Lê Vĩnh Thiên lại bảo cô đóng vai mẹ anh. Phụ nữ. Nhất là phụ nữ xinh đẹp đều sẵn lòng đóng nhân vật gọn gàng xinh đẹp, bảo cô ấy đóng vai một người phụ nữ trung niên trải qua gian nan vất vả, trong lòng Hà Ngọc Vinh vẫn cảm thấy khó chấp nhận. Lại nói, dù lá gan cô ấy to đến mức nào cũng không dám gọi hộ soái là con trai, chuyện này quá làm cô chột dạ. Sao, bảo cô đóng vai mẹ tôi khó như thế à? Lê Vĩnh Thiên nhìn thấy dáng vẻ đắn đo của Hà Ngọc Vinh thì hơi tức giận. Hộ soái, để tôi đóng vai mẹ anh thật không khó. Nhưng tôi càng muốn đóng vai vợ anh, Hà Ngọc Vinh đỏ mặt, khẽ nói. Đám người nghe thấy Hà Ngọc Vinh muốn đóng vai vợ của Lê Vĩnh Thiên thì tất cả đều vô cùng kinh ngạc, Hà Ngọc Vinh này thật đúng là dám nghĩ. Cô nghĩ hay lắm, vợ của tôi không bị bắt, cô đóng giả cô ấy làm gì? Lê Vĩnh Thiên quả quyết từ chối đề nghị của Hà Ngọc Vinh. Dù sao Đinh Điểu đã chết rồi, vợ của anh có bị bắt hay không còn không phải do chúng ta quyết định sao? Hà Ngọc Vinh nói. Mục tiêu của Đinh Điểu là muốn bắt mẹ tôi, không phải vợ tôi. Vợ tôi cùng tôi đi tập đoàn Galaxy, vẫn luôn ở cùng tôi, trên lý thuyết sẽ không bị bắt, cô đừng nghĩ nhiều. Lê Vĩnh Thiên nói. Hà Ngọc Vinh không phản bác được. Bây giờ là chấp hành nhiệm vụ, không phải trò đùa. Chúng ta diễn tốt không đoạt giải Oscar, nhưng nếu diễn hỏng thì sẽ có biết bao người bỏ mạng vì chúng ta. Lê Vĩnh Thiên tỏ ra vô cùng nghiêm túc, ánh mắt nhìn Hà Ngọc Vinh có vẻ kỳ vọng, cũng có cổ vũ. Vâng, hộ soái, tôi cam đoan hoàn thành nhiệm vụ, Hà Ngọc Vinh chỉ có thể nhận mệnh. Ngay lúc này, Trương Minh Nguyệt chậm rãi đi đến khẽ gật đầu với mọi người, sau đó ngồi lên ghế cạnh Hà Ngọc Vinh. Tổ trưởng Minh Nguyệt, lấy được tư liệu chưa? Lê Vĩnh Thiên quay đầu lại hỏi nói. Tôi đi lấy tư liệu. Trương Minh Nguyệt nhanh chóng đứng lên khỏi chỗ ngồi, cất bước đi ra ngoài. Dừng lại, đột nhiên Lê Vĩnh Thiên nhào về phía Trương Minh Nguyệt. Trương Minh Nguyệt cười ha ha. Xoay người nhảy xuống cửa sổ. Hà Ngọc Vinh lập tức muốn nhảy xuống cửa sổ lại bị Lê Vĩnh Thiên túm lại. Không cần đuổi, đuổi cũng không kịp, dù sao một lát nữa cô ấy cũng sẽ trở lại. Lê Vĩnh Thiên khẽ cười nói. Những người còn lại đều tỏ vẻ kinh ngạc, không rõ vì sao Trương Minh Nguyệt lại đột nhiên chạy mất. Mọi người đang làm gì đó? Trương Minh Nguyệt ôm một sấp tài liệu lớn, vẻ mặt mờ mịt từ ngoài đi vào. Lần này, mấy người trong phòng hoàn toàn trợn tròn mắt. Không hay rồi, tên vừa rồi có thể là gián điệp ngụy trang. Hà Ngọc Vinh nói xong lại muốn nhảy xuống cửa sổ,
nhưng vẫn bị Lê Vĩnh Thiên túm lại. Sao vẻ mặt mọi người lạ thế, bọn họ gửi tư liệu đến điện thoại di động của tôi, để tiện cho mọi người đọc thì tôi đến phòng sách in những tài liệu này ra, chẳng lẽ vừa rồi xảy ra chuyện gì kỳ lạ sao? Trương Minh Nguyệt nói xong, vẻ mặt hoảng sợ xem có phải cô ta bị lộ hàng rồi không, vội vàng nhìn quần áo của mình, cũng không có vết rách và vết nứt. Lê Vĩnh Thiên nhận lấy tài liệu trong tay Trương Minh Nguyệt phát cho mọi người một bản. Nhưng mà bọn họ không có tâm trạng xem tư liệu, trong lòng nghĩ đến người ngụy trang thành Trương Minh Nguyệt kia. Bọn họ rất muốn phát biểu cách nhìn của bọn họ đối với chuyện này, nhưng mà Lê Vĩnh Thiên vốn không nhắc đến chủ đề này nên bọn họ cũng không thể nói. Lê Vĩnh Thiên cầm tư liệu trong tay, ngồi trên ghế vô cùng chăm chú mà đọc. Những người khác cũng chỉ đành làm ra vẻ đọc tư liệu nhưng thật ra không tập trung được. Đương nhiên Trương Minh Nguyệt có thể cảm nhận được sự không bình thường của đám người này, cô ta rất muốn tìm người hỏi, nhưng thấy tất cả đều cúi đầu xem tư liệu, cô ta cũng đành kìm lại. Ở đây cả sao, ngay lúc này, ở cửa lại vang lên giọng nói của Lê Vĩnh Thiên. Đám người lập tức kinh ngạc ngẩng đầu, chỉ thấy Lê Vĩnh Thiên đứng ở cửa, nhìn về phía người trong phòng mà phất tay thăm hỏi. Đám người đồng loạt nhìn về phía Lê Vĩnh Thiên đang xem tư liệu, mà Lê Vĩnh Thiên cũng không hề ngẩng đầu. Trương Minh Nguyệt sửng sốt một chút, sau đó hưng phấn chạy ra cửa. Đàn anh Tư Không Đồ, rốt cuộc anh cũng đến rồi. Trương Minh Nguyệt vô cùng cung kính cúi chào Lê Vĩnh Thiên ở ngoài cửa. Chương 1189 Tư Không Đồ. Lê Vĩnh Thiên ở ngoài cửa kia liên tục khoát tay, bé con Minh Nguyệt, bớt đùa kiểu này với tôi đi. Ôi, Tư Không Đồ tôi không sợ trời không sợ đất chỉ sợ nợ ơn người khác, còn lại là một con bé nữa chứ. Nói đi. Cô tìm tôi gấp gáp thế làm gì? Tư Không Đồ đưa tay sờ lên người mấy lần, lập tức biến thành một ông lão cười đùa tí tửng. Đương nhiên ai cũng không biết đây có phải dáng vẻ thật của anh ta hay không. Hà Ngọc Vinh và Phạm Cương thấy Tư Không Đồ từ một hộ soái vô cùng bá khí biến thành ông lão già khọm thì kinh ngạc đến mức muốn rơi cằm. Khi đó Tư Không Đồ phất tay thì có thể biến thành nhân vật khác, thật là cao thủ dịch dung hiếm thấy trên đời. Ông lão! Trương Minh Nguyệt lúc nãy cũng do ông cải trang thành sao? Hà Ngọc Vinh nói với giọng điệu khó tin. Ha ha, bé con Minh Nguyệt gọi tôi tới đương nhiên tôi phải đến xem mấy người là bạn hay là địch của con bé. Thấy mấy người ai cũng có vẻ chính trực, không giống kẻ xấu, tôi an tâm rồi. Tư Không Đồ nói xong thì đi thẳng đến trước mặt Lê Vĩnh Thiên. Lúc này Lê Vĩnh Thiên mới đứng lên, anh cười nhạt với Tư Không Đồ, khẽ nói, làm phiền đàn anh Tư Không Đồ. Nhóc con! Rốt cuộc cậu là ai, khí chất trên người cậu không phải của người bình thường. Tư Không Đồ nhìn chừng chừng Lê Vĩnh Thiên mà hỏi. Đàn anh Tư Không Đồ, tôi từ chỗ người khác nghe được bí quyết trường thọ, có muốn tặng miễn phí cho anh không? Lê Vĩnh Thiên nghiêm túc hỏi. Ha ha, miễn phí, không cần thì phí, nói nghe một chút. Tư Không Đồ lại cảm thấy rất hứng thú mà hỏi thăm. Có thể ít biết một bí mật thì sẽ bớt biết một bí mật, anh phụ trách giúp chúng tôi dịch dung là được. Về phần chúng tôi muốn làm gì thì anh không cần biết. Lê Vĩnh Thiên khẽ cười nói. Ha ha, thật thú vị, nếu như không phải tôi nợ con bé Minh Nguyệt một nhân tình thì khi thấy vẻ mặt này của cậu tôi đã vỗ mông rời đi. Không phải tôi dựa vào chuyện này sao? Phiền anh đến phòng bên cạnh chờ một lát tôi sẽ nói với anh cần làm gì. Lê Vĩnh Thiên không hề khách sáo mà ra dấu mời với Tư Không Đồ. Đây là lần đầu tiên Tư Không Đồ thấy người dùng thái độ cầu xin người ta như thế. Anh ta thật sự muốn vỗ mông rời đi. Nhưng khi nghĩ tới nhân tình còn thiếu thì anh ta đi ngủ cũng không thể an tâm, vẫn quyết định chịu nhục, trả xong nhân tình này rồi lại nói. Ở cung điện Sư Quốc, vua Sư Quốc đang nổi trận lôi đình, mà Lý Đỗ Phong cúi đầu thấp xuống, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Lý Đỗ Phong, không phải cậu thề son sắt cam đoan với tôi nhất định có thể giết chết Lê Vĩnh Thiên sao? Sao hành động lại thất bại rồi? Vua Sư Quốc nổi giận đùng đùng chất vấn Lý Đỗ Phong. Vua Sư Quốc, Lê Vĩnh Thiên này thật sự không phải người bình thường, ngay cả cao thủ như Lý Võ Tùng cũng không thể bắt được anh ta, chỉ sợ không ai có thể giết anh ta được. Lý Đỗ Phong tỏ vẻ mệt mỏi mà nói. Đội trưởng Phong, anh đây đang nâng chí khí của kẻ khác mà diệt uy phong của mình. Dù cho thế nào thì anh ta cũng là người, chỉ cần là người thì đều có sơ hở. Một người trẻ tuổi có sắc mặt âm trầm lạnh lùng nói. Bảo vệ Tân, chẳng lẽ anh có cách tốt hơn sao? Lý Đỗ Phong thấy người trẻ tuổi kia nói thế thì lập tức trở tay hỏi anh ta. Người trẻ tuổi có sắc mặt âm trầm là Tôn Tân, cận vệ của vua Sư Quốc, đồng thời còn là võ sĩ hàng đầu xứng đáng nhất của Sư Quốc.
Lúc trước khi Lý Đỗ Phong làm tổ trưởng tổ đặc công tia chấp thì chức vụ này là của Tôn Tân. Theo lý thuyết thì Tôn Tân nên chiếu cố người kế nhiệm của mình nhiều hơn, nhưng vì sau khi Lý Đỗ Phong nhậm chức tổ đặc công tia chấp thì biểu hiện vô cùng ngứa mắt, điều này khiến cho Tôn Tân lòng dạ nhỏ nhen vô cùng khó chịu, cho nên mới làm khó anh ta ở khắp nơi. Chương 1190 Lý Đỗ Phong là tổng chỉ huy của trận chiến này. Vua Sư Quốc, tôi khẩn cầu ngài đích thân đến Long Quốc và nhất định phải chặt đầu của Lê Vĩnh Thiên. Tôn Tân xin lệnh của Vua Sư Quốc. Đúng lúc này một tên binh lính chạy tới, hoảng sợ nói, Vua Sư Quốc, không ổn rồi. Đại sự không ổn rồi. Chuyện gì mà hoảng loạn như vậy? Xảy ra chuyện gì? Mau nói. Vua Sư Quốc tức giận khi thấy tên lính liều lĩnh như vậy chỉ càng đổ thêm dầu vào lửa. Bên ngoài thành xuất hiện một đám người đeo mặt nạ, tất cả đều là võ công cao cường, đội bảo vệ hoàn toàn không phải là đối thủ của bọn họ. Người lính sợ hãi nói. Vua Sư Quốc nghe vậy lập tức nhìn Lý Đỗ Phong với vẻ mặt tức giận. Lý Đỗ Phong hoảng sợ, nếu như sát thủ thật sự xông vào hoàng cung, anh ta là đội trưởng đội đặc công mà còn không biết thì tội này cũng đủ để mất đầu. Vì khoảng thời gian này đã dốc toàn lực đối phó với Long Quốc nên anh ta đã điều tất cả những đặc công ưu tú đến Long Quốc. Còn về phía Lê Vĩnh Thiên vì đặt niềm tin vào Lý Võ Tùng nên anh ta đã bổ sung thêm người tập trung canh gác mọi động thái của bốn hộ soái còn lại. Ngay khi Vua Sư Quốc vừa mới lên ngôi đã bị Lê Vĩnh Thiên đánh cho tơi bời nên tiếng nói phản đối ở trong Sư Quốc càng cao. Để ngăn chặn những người này gây rắc rối, Lý Đỗ Phong đã cử người của nhóm đặc công đến để nhân cơ hội sẽ gây hỗn loạn. Vì vậy ngoài anh ta thì chỉ có hai chàng trai trẻ vừa gia nhập trong nhóm đặc công tia chớp và họ chỉ làm công việc hậu cần là tổng hợp thông tin và thậm chí là phục vụ trà nước. Lý Đỗ Phong vội vàng đi tới bên cửa sổ liền nhìn thấy một người mặc đồ đen đi đầu, đang ôm thi thể của một thị vệ, giống lên một tiếng rồi xé xác của thị vệ ra làm đôi. Các lính canh sợ hãi rút lui, tinh thần của nhóm người mặc đồ đen càng lên cao, họ đang lao thẳng về phía này một cách trắng trợn. Không ổn rồi. Đám người này võ công rất cao cường. Tôn Tân, anh mau mặc quần áo của Vua Sư Quốc vào và đánh lạc hướng bọn chúng đi. Lý Đỗ Phong lớn tiếng nói với Tôn Tân. Tên nhóc anh đang nói gì vậy, ở đây đến lượt anh chỉ huy rồi sao? Kẻ địch đều đã xông vào hoàng cung mà anh cái gì cũng không biết. Có tin là bây giờ tôi sẽ giết anh không? Tôn Tân tức giận khi thấy Lý Đỗ Phong dám ra lệnh cho anh ta. Vốn dĩ anh ta đã thấy khó chịu với Lý Đỗ Phong. Nếu như đã nắm được điểm yếu của Lý Đỗ Phong thì anh ta tuyệt đối sẽ không buông tha, anh ta liền xông tới túm lấy cổ và nhấc Lý Đỗ Phong lên khỏi mặt đất. Tôn Tân, bỏ Lý Đỗ Phong ra, bây giờ tôi lập tức bổ nhiệm Lý Đỗ Phong làm tổng chỉ huy trận chiến này, cho dù là tôi cũng phải tuân theo sự sắp xếp của Lý Đỗ Phong một cách vô điều kiện. Mặc dù thường ngày Vua Sư Quốc vẫn luôn không để ý đến Lý Đỗ Phong nhưng trong lòng lại rất rõ năng lực của Lý Đỗ Phong. Mặc dù võ công của Lý Đỗ Phong không bằng Tôn Tân nhưng về chiến lược thì Tôn Tân có dùng 8 con ngựa cũng không thể đuổi kịp được, vì vậy ông ta đã âm thầm thăng cấp cho Lý Đỗ Phong lên làm bảo vệ riêng cho bản thân. Từ lâu Vua Sư Quốc đã coi Tôn Tân như bảo bối lớn, còn Lý Đỗ Phong chỉ là một kẻ ngoại bang, vậy mà bây giờ Vua Sư Quốc lại đột nhiên trao cho Lý Đỗ Phong quyền lực lớn như vậy khiến anh ta đơ cả người. Vua Sư Quốc, ngài nói gì cơ? Tôn Tân vẫn không tin vào những gì Vua Sư Quốc vừa nói. Anh ta cần phải hỏi lại, hy vọng vừa nãy là do bản thân nghe nhầm hoặc là Vua Sư Quốc nói nhầm tên của anh ta thành Lý Đỗ Phong. Lý Đỗ Phong là tổng chỉ huy của trận chiến này. Nếu ai dám trái lệnh của anh ta, người đó sẽ bị giết. Tôn Tân lập tức sững sờ, như có một tia sét xoẹt qua, anh ta từ từ buông Lý Đỗ Phong ra, trên mặt ủ rũ lùi lại phía sau vài bước. Chương 1191 không ai được phép chất vấn quyết định của tôi. Lý Đỗ Phong cầm kiếm quỳ trên mặt đất nói, Vua Sư Quốc, Lý Đỗ Phong tôi nhất định sẽ lấy công chuộc tội, có chết cũng không từ. Nói xong Lý Đỗ Phong quay người lại quỳ xuống trước mặt Tôn Tân và chân thành nói, bảo vệ Tân, trước mặt anh tôi vẫn luôn là một hậu bối nhưng bây giờ tôi hy vọng anh có thể từ bỏ mọi thành kiến với tôi và cố gắng hết sức để bảo vệ Vua Sư Quốc. Sau lần hành động này anh có thể xử trí tôi thế nào cũng được và tôi hứa rằng bất kỳ lúc nào quyền lợi tôi hưởng được sẽ mãi mãi thấp hơn anh một bậc. Điều mà Tôn Tân thích nhất chính là thể diện, thật ra giữa anh ta và Lý Đỗ Phong không có hiềm khích riêng tư mà chỉ là do Lý Đỗ Phong đã cướp đi ánh hào quang của anh ta. Bây giờ Lý Đỗ Phong đã hứa sẽ vĩnh viễn kém anh ta một bậc khiến anh ta vô cùng thỏa mãn trong lòng, hơn nữa anh ta còn có Vua Sư Quốc đứng ở đằng sau nên anh ta liền giả vờ đỡ Lý Đỗ Phong đứng dậy. Phong, đừng làm chuyện này, chỉ cần là vì Vua Sư Quốc thì anh có thể yêu cầu tôi làm bất cứ việc gì.
Tôn Tân nói. Lý Đỗ Phong gật đầu và nhẹ giọng nói, đàn anh, mạo phạm rồi. Trên thực tế, tuổi của Lý Đỗ Phong không chênh lệch nhiều so với Tôn Tân và Tôn Tân rất vui khi được nghe Lý Đỗ Phong gọi mình như vậy. Nếu không phải khẩn cấp, anh ta thật muốn Lý Đỗ Phong quỳ bái tại chỗ. Đàn anh lập tức dẫn ba bảo vệ đi qua cửa sau đi, còn tôi và vua sư quốc sẽ đi cửa trước. Lý Đỗ Phong lập tức sắp xếp. Một đại thần lập tức ngăn lại, Lý Đỗ Phong, chuyện này làm sao có thể? Anh không phải là đang đẩy vua sư quốc xuống hố lửa sao? Những tên sát thủ này đang xông tới cửa trước mà. Nghe đại thần nói vậy, vua sư quốc cũng lộ ra vẻ nghi hoặc. Với một cái khịt mũi lạnh lùng, Lý Đỗ Phong lao về phía đại thần này và tát thẳng vào ông ta. Các quan đại thần đều sửng sốt, địa vị của ông ta trong triều cũng cao hơn Lý Đỗ Phong rất nhiều. Ngày thường Lý Đỗ Phong gặp ông ta thì rất kính trọng và chào hỏi, nhưng bây giờ anh ta lại tự tát ông ta chỉ vì hỏi một câu, ông ta liền tức giận và lập tức túm lấy quần áo của Lý Đỗ Phong. Lý Đỗ Phong đột nhiên quay đầu lại, dùng ánh mắt sát khí nhìn ông ta, thừa tướng dùng mình một cái và nhanh chóng thu tay lại. Từ nay về sau, không ai được phép chất vấn quyết định của tôi, nếu không tôi sẽ không nhân từ. Lý Đỗ Phong nói. Mọi người lập tức nhìn về phía vua sư quốc, nhưng vua sư quốc cau mày và không nói lời nào nên chỉ đành phải ngoan ngoãn cúi đầu. Trên hành lang của cung điện, Hồ Quý Trai trút tất cả sự tức giận đang kìm nén của mình lên lính canh, dùng những thủ đoạn tàn nhẫn nhất khi nhìn thấy lính canh. Bây giờ dinh thự của vua sư quốc đang ở ngay trước mặt ông ta và người của Hồ Quý Trai đã vây quanh cung điện, họ giống như đang bắt rùa trong bình. Trong lòng ông ta đang rất đắc ý. Miễn là bắt sống được vua sư quốc thì ông ta có thể tùy ý chọn một địa điểm trong Long Quốc, sau đó đưa một số người của mình vào quân đội và triều đình, và ông ta có thể cao cao tại thượng làm hoàng đế của U Minh giáo. Đúng lúc này ông ta nhìn thấy một người mặc áo choàng vua sư quốc đang lao thẳng về phía cửa sau dưới sự bảo vệ của ba thị vệ. Một số đệ tử của U Minh giáo ngay lập tức chạy đến để ngăn cản họ, nhưng tất cả đều bị vua sư quốc đánh gục. Hồ Quý Trai đã ngạc nhiên trước lối đánh quyền anh mạnh mẽ và võ công của vua sư quốc chắc chắn không kém gì ông ta. Ông ta chưa bao giờ nghe nói rằng vua sư quốc có võ công cao cường như vậy, trong lúc ông ta đang lưỡng lự không biết bên kia có dùng thủ đoạn gì không thì đột nhiên vài tên lính gác lao ra khỏi cửa trước và họ bảo vệ chặt một tên phía sau. Vua sư quốc, đi mau đừng để ý đến bọn họ. Một tên bảo vệ nói. Chương 1192 ông dám thách thức tôi à? Người đàn ông dẫn đầu đang cầm thanh kiếm cầm tay của vua sư quốc ngày xưa đã từng đeo thanh kiếm này và thường xuyên xuất hiện trước công chúng. Ít người trên thế giới biết rằng đó chính là biểu tượng địa vị của vua sư quốc. Và mặc cho những người lính canh hét lên để vua sư quốc chạy đi, người được họ bảo vệ không hề có ý định chạy trốn, thay vào đó họ lao về phía những nơi đông người. Hồ Quý Trai cười lạnh một tiếng, trong lòng thầm nghĩ, ông đây là hồ ly ngàn năm vậy mà dám hát liêu trai ở trước mặt ta. Không phải là đang xúc phạm bản thân sao? Vua sư quốc thực sự ở đằng kia, mau đuổi theo cho tôi. Ai có thể bắt sống được vua sư quốc sẽ được thưởng 10.000 lượng vàng. Hồ Quý Trai chỉ vào vua sư quốc đã trốn thoát từ cửa sau và hét lên. Khi nghe thấy điều này, các đệ tử của U Minh giáo ngay lập tức đuổi theo họ theo hướng cửa sau. Nhìn thấy điều này, vua sư quốc lập tức nhân cơ hội chuồn đi nhưng lại bị Lý Đỗ Phong giữ lại. Lý Đỗ Phong không những không bỏ chạy mà ngược lại còn đuổi theo những người theo U Minh giáo, thấy vậy Hồ Quý Trai càng chắc chắn rằng Lý Đỗ Phong và những người khác là loại người chết dùng mạng sống của mình để bảo vệ vua sư quốc. Mặc dù Hồ Quý Trai không ngại giết thêm một vài người vô tội nhưng mục tiêu chính của ông ta bây giờ là bắt sống vua sư quốc nên ông ta không có hứng thú với những người đã chết này. Đừng lo lắng về những kẻ ở cửa trước, hãy cho dồn toàn bộ sức mạnh để đuổi theo cửa sau cho tôi. Hồ Quý Trai hét lên. Nhìn thấy người mặc áo choàng của vua sư quốc đã lao ra từ cửa sau, Hồ Quý Trai liền dẫn đầu đuổi theo, đồng thời gọi cả đoàn phía sau để đuổi kịp. Tôn Tân vừa đánh vừa lui, tuy võ công cao cường nhưng trong U Minh giáo có quá nhiều người võ công không tồi, hễ vướng vào là kẻ địch sẽ bắn ra quyết liệt, chẳng mấy chốc lính của Tôn Tân đã bị bắn thành những con nhím. Nếu không phải vì Hồ Quý Trai muốn bắt sống Tôn Tân thì anh ta đã mất vài cái mạng rồi. Mặc dù Hồ Quý Trai và những người khác có lợi thế tuyệt đối nhưng họ không dám đến quá gần, bởi vì những người muốn lấy kim ấn đều bị Tôn Tân giết sạch. Hồ Quý Trai cuối cùng cũng hiểu tại sao vị vua của sư quốc lại có biểu hiện như vậy trước mặt Ngụy Nghiêm, võ công cao vậy mà không tự cao tự đại thì quả là khác người.
Hồ Quý Trai lo lắng rằng Tôn Tân sẽ chạy vào khu rừng núi trống nên đã hạ lệnh bắn chết anh ta, nhưng điều không ngờ là đối phương lại là một chàng trai dũng cảm và đã chạy vào một hẻm núi chỉ có một con đường. Sau khi đuổi theo khoảng 5 cây số, Hồ Quý Trai không thể nhịn được cười điên cuồng, bởi trước mặt anh là một vách đá cao với một thác nước trong suốt và mảnh mai. Ngay khi Tôn Tân dừng lại, những người ở U Minh Giáo đã bao vây anh ta và nhắm vào anh ta bằng những mũi tên nỏ. Tôn Tân nở một nụ cười kỳ lạ trên khuôn mặt và từ từ giơ tay lên. Mặc dù Hồ Quý Trai luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhưng Tôn Tân đã đầu hàng rồi nên ông ta không thể quan tâm nhiều đến vậy. Ông ta xua tay, hai đệ tử lập tức nhảy ra và cầm một sợi dây làm bằng da bò, bước nhanh về Tôn Tân. Nếu như đã bị các người bắt thì tôi cũng không còn gì để nói. Nhưng có thể nói cho tôi biết các người là ai được không? Tôn Tân nói với vẻ mặt không tình nguyện. Ha ha! Tôi nói cho anh biết chúng tôi đến từ Long Quốc. Vua Sư Quốc, anh là vua một nước, tại sao lại luyện võ giỏi như vậy? Lại dùng những năng lượng này ở nơi khác, có thể đánh bại được cả người của Long Quốc chúng tôi. Hồ Quý Trai nói với vẻ mặt tự đắc và nhân tiện chế nhạo. Tôi không tin, ngoại trừ Lê Vĩnh Thiên ở bằng Long Quốc thì còn có ai dám bước vào lãnh thổ của Sư Quốc chúng tôi? Tôn Tân nghi ngờ nói. Lý do khiến Hồ Quý Trai mạo hiểm để thực hiện hành động này hoàn toàn là vì Lê Vĩnh Thiên. Vậy mà bây giờ vua Sư Quốc chỉ nhìn thấy Lê Vĩnh Thiên của Long Quốc khiến ông ta nổi giận đùng đùng. Hừ, Lê Vĩnh Thiên là cái thá gì? Cậu ta chỉ là một thường dân. Không sớm thì muộn, cậu ta sẽ trở thành linh hồn dưới kiếm của tể tướng Ngụy của chúng tôi. Ngày Lê Vĩnh Thiên chết cũng là lúc tể tướng Ngụy trở thành quốc vương Long Quốc. Còn một ẩn ý khác mà ông ta không nói, đó chính là ngày đó cũng là ngày ông ta trở thành quốc vương. Ông dám thách thức tôi à? Tôn Tân ngạo mạn nhìn Hồ Quý Trai. Chương 1193 bị phục kích. Hồ Quý Trai cười, lạnh lùng nói, trong tình huống này, anh nghĩ rằng anh sẽ chống lại được tôi sao? Mau trói anh ta lại cho tôi. Thành thật mà nói, thông qua biểu hiện của Tôn Tân trên đường, ngay cả khi anh ta bây giờ đã đầy vết thương thì Hồ Quý Trai thực sự không có tự tin để đánh bại anh ta. Còn ông ta và Đinh Điểu giống nhau, tuy là người trong võ lâm nhưng rất coi trọng đạo đức, chỉ cần có thể thắng thì không từ thủ đoạn. Đúng lúc này có một tiếng súng nổ vang, các đệ tử của U Minh Giáo lần lượt ngã xuống đất, cùng lúc đó Tôn Tân gầm lên một tiếng dài và túm tóc hai đệ tử của U Minh Giáo đang đi đến để trói tay anh ta. Bùm, hai đầu va chạm trực tiếp vào trước mặt Tôn Tân giống như hai quả dưa hấu, đại não trực tiếp nổ tung. Nhìn thấy điều này, tất cả những người theo U Minh Giáo đều bị sốc. Họ luôn nghĩ rằng Tôn Tân là vua Sư Quốc và sức mạnh đáng kinh ngạc của vua Sư Quốc hoàn toàn vượt quá sự mong đợi của họ. Lúc này Hồ Quý Trai mới nhìn lên, chợt thấy bóng người dày đặc ở hai bên hẻm núi, ông ta bàng hoàng, không ngờ rằng đã có phục kích từ Sư Quốc ở đây. Chúng ta đã bị địch phục kích, mọi người hãy cẩn thận. Hồ Quý Trai hét lên. Lúc này, Tôn Tân đã nhảy xuống một cái hồ nước. Ngay khi Tôn Tân nhảy xuống vực, viên đạn lao về phía Hồ Quý Trai và các đệ tử của U Minh Giáo lần lượt ngã xuống đất. Bởi vì không gian hẻm núi quá nhỏ nên bọn họ thậm chí còn không có chỗ để né tránh. Trong cơn tuyệt vọng, Hồ Quý Trai và mười mấy sư phụ đã lấy cái xác làm nơi trú ẩn, ngẩng cao đầu lao ra khỏi hẻm núi. Nhưng do hỏa lực phía trên quá ác liệt, cái xác ôm trên đầu tan thành nhiều mảnh thiếu chạy, viên đạn xuyên thẳng vào xác và trúng người ôm xác. Một số người bị bắn rơi xuống đất vẫn chưa chết nhưng bị người dẫm lên cũng ngạt khí và chết. Khi họ chạy đến miệng của hẻm núi, chỉ còn lại 10 người trong U Minh Giáo và cơ thể họ hoàn toàn thấm đẫm máu, cũng không biết đó là máu của mình hay máu của đồng đội. Cuối cùng cũng chạy đến miệng hẻm núi, trước khi Hồ Quý Trai kịp thở thì ông ta đã nhìn thấy những khẩu súng đen đang nhắm vào họ. Chiến đấu với họ, Hồ Quý Trai lại hét lên. Sau tiếng gầm của Hồ Quý Trai, hàng chục đệ tử còn lại của U Minh Giáo lao như điên về phía kẻ thù. Vua Sư Quốc thật sự đang nhìn họ với ánh mắt lạnh lùng vào lúc này. Đúng lúc anh ta định hét lên để bắn đại bác thì một cảnh tượng khiến anh ta bất ngờ đã xảy ra. Trước khi Hồ Quý Trai bước được vài bước, ông ta đột nhiên quay người bỏ chạy. Một số đệ tử của U Minh Giáo phát hiện ra rằng Hồ Quý Trai đã trốn thoát trước trận chiến nên đã lùi lại ngay lập tức. Còn những kẻ trung thành hơn thì vẫn lao về phía trước một cách tuyệt vọng. Ban đầu vua Sư Quốc nghĩ rằng mình đã gặp một đội quân máu sắt nhưng không ngờ đó là một đám đông. Một nhà lãnh đạo có thể có một hoạt động như vậy. Một nhóm thế này thì có thể có được bao nhiêu sự gắn kết. Nghĩ đến trước kia bị đám người này làm cho mất mặt, nếu như Lý Đỗ Phong không có quyết định dứt khoát mà để bị đám người này bắt được thì sẽ mất mặt vô cùng.
Với một cái vẫy tay của vua sư quốc, những người lính lập tức nổ súng và vô số viên đạn bay về phía U Minh giáo. Những kẻ lao tới là bị bắn vào sàng ngay lập tức. Sự hy sinh của những đệ tử này đã giúp Hồ Quý Trai có thêm chút thời gian và Hồ Quý Trai đã vào rừng thành công cùng một số người. Đuổi theo, nhất định phải bắt sống ông ta. Tôi sẽ hộ tống ông ta đến trước mặt lão Ngụy Nghiêm để hỏi tội. Vua sư quốc gào to, chỉ cần có thể bắt được nhân chứng sống thì Ngụy Nghiêm sẽ không có cách nào phủ nhận và ít nhất cũng sẽ yêu cầu được ông ta phải đền bù. Chương 1194 Hồi sinh U Minh giáo. Nghe thấy tiếng súng và tiếng la hét phía sau, Hồ Quý Trai và những người khác giống như là những con thỏ sợ hãi chạy vào bất cứ nơi nào trong rừng sâu. Võ công của bọn họ vốn dĩ cũng tốt, lại vừa mới thoát kiếp nạn, phát huy hết khả năng nên không mất nhiều thời gian để thoát khỏi vòng vây của kẻ địch. Lúc này Hồ Quý Trai và một số đệ tử còn lại đang mệt và khát nước, khi gặp một con suối nhỏ, họ quyết định dừng lại nghỉ ngơi và lên kế hoạch cho con đường tẩu thoát tiếp theo. Những người khác lao vào trong tuyệt vọng cũng đã nhìn thấy con lạch và bắt đầu uống nước. Tuy nhiên Hồ Quý Trai đã không đi theo vì hình tượng của ông ta nên ông ta chỉ tìm một tảng đá lớn và ngồi xuống. Đều là những kẻ bị ổi, họ không hề cảm thấy xấu hổ vì đã phản bội đồng đội của mình mà còn vỗ tay và ăn mừng rằng họ đã tạm thời sống sót. Nhìn thấy vẻ mặt uy nghiêm của Hồ Quý Trai đang ngồi trên tảng đá lớn, nếu không phải sự xấu hổ vừa rồi hiện lên trong đầu, những đệ tử này nhất định sẽ quỳ lại lần nữa. Sư phụ, uống nước đi. Một đệ tử gói một gói nước bằng lá cây và đưa cho Hồ Quý Trai một cách kính cẩn. Mặc dù trong lòng bọn họ không tôn trọng như vậy đối với Hồ Quý Trai nhưng bọn họ biết rằng trong trường hợp này, quyết định tùy tiện của Hồ Quý Trai có thể lấy đi mạng sống của họ, vì vậy việc xu nịnh là điều tất yếu. Mặc dù bề ngoài Hồ Quý Trai rất bình tĩnh nhưng trong lòng ông ta rất xấu hổ và ông ta biết rằng cuộc chiến này hoàn toàn thất bại. Vốn dĩ ông ta sợ bị nhà họ Ngụy bỏ rơi nên mới làm liều. Không ngờ thất bại này lại đưa ông ta rơi xuống vực, U Minh giáo lại bị tổn thất nặng nề, sinh lực bị tổn thương nghiêm trọng. Các đệ tử đã uống thứ nước đặc biệt ngọt ngào, nhưng miệng của Hồ Quý Trai rất đắng, ông ta không muốn để giấc mơ về Hoàng đế của Long Quốc hoàn toàn tan vỡ. Nhìn các đệ tử nằm thư thái trên mặt nước, Hồ Quý Trai đột nhiên hét lên đầy phấn khích, phục hưng U Minh giáo. Các người sẽ trở thành trưởng lão của U Minh giáo của chúng ta. Sau khi trở về, chúng ta sẽ lập tức hồi sinh U Minh giáo. Các đệ tử cảm thấy ý tưởng của ông ta hơi ngớ ngẩn, trong tình huống này mà cứu được mạng là tốt rồi chứ còn nói gì đến việc hồi sinh U Minh giáo. Nhưng để hợp tác với Hồ Quý Trai, những đệ tử đó đã yếu ớt giơ nắm đấm lên và hét lên cùng một giọng yếu ớt, hãy hồi sinh U Minh giáo. Hãy hồi sinh U Minh giáo. Hãy hồi sinh U Minh giáo. Hồ Quý Trai không hài lòng với âm thanh của những đệ tử này. Khi ông ta định để những người này nâng tinh thần lên, thì từ trên không trung đột nhiên phát ra tiếng máy bay không người lái, sau đó là một loạt đạn từ trên không bắn xuống. Có hai tên đệ tử không kịp né tránh, trực tiếp bị bắn vào tim, mọi người sợ tới mức lập tức chui vào trong rừng rậm và lại tiến vào chế độ chạy trốn. Bên ngoài sân bay Đà Lạt, đệ tử Chân Nguyên Phái nhận được tin tức rằng giáo chủ Đinh Điểu đã bắt thành công mẹ của Lê Vĩnh Thiên. Bọn họ đều biết dùng người phụ nữ này nhất định sẽ đổi được tương lai tuyệt vời từ Ngụy Nghiêm, cho nên đều rất kỳ vọng. Cuối cùng nhìn thấy Đinh Điểu uy nghiêm tiến đến, đệ tử lập tức truyền lệnh cho các đệ tử hô to, giáo chủ vạn tuế, Chân Nguyên Phái vạn tuế. Đúng lúc này, Ngụy Nguyên Trác bước nhanh vào cùng với mấy thuộc của anh ta và từ khoảng cách rất xa anh ta đã định đưa tay ra bắt lấy Đinh Điểu. Đinh Điểu vội vàng chào hỏi, có chút kinh ngạc nói, cậu cả Nguyên Trác, tại sao anh lại trực tiếp tới đây? Giáo chủ Điểu, bố tôi nghe nói rằng ông đã bắt được mẹ của Lê Vĩnh Thiên. Ông ấy rất vui mừng và rất nóng lòng muốn gặp Lê Tuyết Tương bởi vậy đã để tôi đi chuyên cơ đến đón. Ngụy Nguyên Trác nói xong liền xoay người để nhìn lại phía sau Đinh Điểu. Mọi người vất vả rồi, triều đình chúng tôi sẽ không quên công lao của các vị. Ngụy Nguyên Trác nói xong, bắt tay triều mến với Tào Kiệt rồi đi về phía lão bốn và lão năm đang giữ Lê Tuyết Tương. Lúc này Lê Tuyết Tương đã đầu bù tóc rối. Có lẽ đã trải qua cuộc đối đầu và đấu tranh tinh thần căng thẳng nên lúc này dường như rất mệt mỏi. Ngụy Nguyên Trác dùng tay vuốt mái tóc rối bù che đi khuôn mặt của Lê Tuyết Tương và quả thực giống hệt Lê Tuyết Tương trong bức ảnh. Dù có dấu vết của thời gian trên gương mặt nhưng có thể thấy khi còn trẻ Lê Tuyết Tương hẳn là một người đẹp hiếm có. Chương 1195 Ngụy Nghiêm lo sợ. Đồ khốn nạn các người, thiên nhất định sẽ không tha cho các người. Hà Ngọc Vinh dịch dung thành Lê Tuyết Tương cúi đầu. Lẩm bẩm trong miệng. Ngụy Nguyên Trác không nhịn được cười lớn,
ngay lập tức nói giọng chế nhạo, bà Tương, bà đừng sốt ruột, chúng tôi sẽ rất nhanh bắt được thiên của bà thôi. Đến lúc đó, chúng tôi sẽ cho thiên của bà đi trước một bước, đi đến âm ti địa phủ để giúp bà thăm dò đường, cũng coi như là giúp đứa con bất hiếu của bà tận lực làm chút chữ hiếu cuối cùng. Ngụy Nguyên Trác nói xong, tất cả người xung quanh anh ta đều cười rộ lên. Vốn dĩ Ngụy Nguyên Trác muốn chế nhạo Lê Tuyết Tương nhưng trạng thái tinh thần của Lê Tuyết Tương quá tệ nên không thể nào thể hiện ra được sự tuyệt vọng và căm giận để khiến anh ta hưng phấn, việc giày vò cũng chỉ là vô vị. Dù sao thì Lê Tuyết Tương cũng đã rơi vào tay anh ta, Ngụy Nguyên Trác muốn giày vò, hành hạ lúc nào thì hành hạ lúc đó, không cần phải nhất thời vội vàng. Vì vậy nên Ngụy Nguyên Trác vô cùng lịch sự nói với Đinh Điểu, giáo chủ Điểu, làm phiền ngài nhanh chóng đưa bà ta đến máy bay. Chân nguyên phái của ngài lần này đã lập được đại công, chúng tôi nhất định sẽ ban thưởng xứng đáng. Đây vốn dĩ là bổn phận của tôi, chỉ có thể nói là hoàn thành tốt sứ mệnh của mình. Lưu Đại Thông dịch xung thành Đinh Điểu khiêm tốn nói nhưng trên nét mặt vẫn để lộ ra vẻ vui mừng khó mà che giấu. Ngụy Nguyên Trác nhìn ánh mắt, không khỏi nghĩ thầm, ông cứ việc giả vờ giả vịt đi, ai chẳng biết ông có nét tốt gì. Nhà họ Ngụy đột nhiên đối xử với Đinh Điểu theo quy cách tôn trọng như vậy, ngoại trừ việc Đinh Điểu đã bắt Lê Tuyết Tương để cho bọn họ có thế chủ động tuyệt đối khi đối phó với Lê Vĩnh Thiên, còn có một nguyên do quan trọng khác, đó chính là bọn họ biết rằng hành động của Hồ Quý Trai đã thất bại rồi. Từ việc này, những người thuộc hạ thân tín cuối cùng của Ngụy Nghiêm, cái gọi là cao thủ võ lâm chẳng qua chỉ là một đám người làm hỏng việc thì nhiều chỉ có phá là giỏi. Nhớ ngày trước, Lê Vĩnh Thiên cử Trương Minh Nguyệt đến nước Dẫn Giao để thực hiện việc chém đầu và cũng đã giành được thành công, và cử Hà Ngọc Vinh đi đến Sư Quốc để ám sát vua Sư Quốc và cũng đã giành được thành công. Và bản thân lần này đã cử U Minh Giáo đến Sư Quốc để bắt sống vua Sư Quốc mới. Thủ lĩnh Hồ Quý Trai của U Minh Giáo đã đích thân ra tay, nhưng thiếu chút nữa đã bị tiêu diệt toàn bộ. Vua Sư Quốc gửi cho Ngụy Nghiêm một video quay cảnh những giáo đồ U Minh Giáo bị tàn sát trong khe núi sâu, và còn tuyên bố rằng bọn họ sẽ ăn miếng trả miếng. Hơn thế nữa bọn người Vương Phó Luân cũng đã bị vua Sư Quốc bắt giam. Hiện giờ các cuộc đàm phán đã hoàn toàn rạn nứt, đổ bể. Vua Sư Quốc kêu gào rằng nhất định sẽ tiến vào Long Cung của Long Quốc, khiến cho Ngụy Nghiêm phải trả một cái giá thê thảm do chính hành động lỗ mãng, khinh suất của mình gây nên. Ngụy Nghiêm đương nhiên sẽ chẳng đời nào chịu thừa nhận rằng người là do ông ta phái đến. Đầu tiên ông ta phải ra sức phủ nhận rằng bọn người Hồ Quý Trai là người của Long Quốc. Tiếp theo cho dù có là người của Long Quốc thực hiện, thì cũng chính là âm mưu của phe chủ chiến phi chính phủ đưa ra, và nó không hề liên quan gì đến tể tướng của ông ta. Nhưng cho dù Ngụy Nghiêm có giải thích thế nào đi chăng nữa, vua Sư Quốc cũng không nghe. Sư Quốc đã cho một đội quân hùng hậu đóng quân ở biên giới phía Bắc Long Quốc. Mối quan hệ giữa hai nước đã đạt đến trạng thái vô cùng căng thẳng. Ngụy Nghiêm bị dọa cho đến nỗi ngủ không yên giấc, mặc dù bốn vị hộ soái đã nhiều lần xin lệnh muốn sống chết một phen với vua Sư Quốc nhưng Ngụy Nghiêm sợ như vậy làm sao có thể liều lĩnh nguy hiểm như vậy được. Ông ta đến cả hoạt động chuẩn bị cho trận chiến cũng chẳng dám bởi vì ông ta lo sợ sẽ chọc tức vua Sư Quốc. Hiện giờ Ngụy Nghiêm cuối cùng cũng đã biết được rằng năng lực của bản thân thua kém Lê Vĩnh Thiên rất nhiều. Long Quốc được giao cho ông ta. Ông ta lại căn bản chẳng thể đủ năng lực để tiếp quản. Nhớ ngày trước, Hà Ngọc Vinh đã bị bắt làm tù binh sau khi ám sát thành công vua Sư Quốc, Lê Vĩnh Thiên đã nổi giận dựng ngược cả tóc, trực tiếp dẫn một đội quân phá tan ngục tù và đánh chiếm Sư Quốc. Nhưng hiện giờ hành động của Hồ Quý Trai đã thất bại, vua Sư Quốc đã điều binh đến biên giới phía Bắc của Long Quốc. Không có so sánh sẽ không có đau thương, chỉ khi so sánh ông ta mới biết được bản thân yếu đuối chẳng làm được gì, còn Lê Vĩnh Thiên lại đội trời đạp đất. Tinh thần bất khuất đến nhường nào. Còn một nguyên nhân vô cùng quan trọng khiến cho Ngụy Nghiêm lo sợ đánh trận đó chính là loạn lạc. Một khi chiến tranh xảy ra, quyền lực nhất định sẽ nghiêng về võ tướng. Hiện giờ trong mắt ông ta, những tên võ tướng đó ai cũng đều có thể đi cùng phía với Lê Vĩnh Thiên. Chương 1196 Lê Vĩnh Thiên là một tên khốn nạn, Lê Vĩnh Thiên nhất định phải chết. Võ đạo nắm trong tay binh quyền, một khi binh biến nổi loạn, ông ta căn bản sẽ không có cách nào. Điều duy nhất khiến ông ta cảm thấy an lòng đó chính là ông ta hiện giờ vẫn khống chế được quốc vương Long Quốc. Có quốc vương Long Quốc trong tay, có thể chỉ huy thiên hạ. Ép buộc quốc vương Long Quốc thành chư hầu. Lùi lại vạn bước, cho dù âm mưu bị lộ tẩy, sự việc bại lộ, chỉ cần nắm chắc quân vương Long Quốc trong tay, ít nhất cũng có thể giúp được nhà họ Ngụy giành lấy được một tia hy vọng sống sót chạy trốn ra nước ngoài. Ngụy Nghiêm đã phái người đi đến nước Cự Hùng để thương lượng,
ông ta đã gửi một món tiền khổng lồ vào ngân hàng của nước Cự Hùng để cho người nhà họ Ngụy có một số tiền để an hưởng tuổi già, cho dù ông ta ở Long Quốc có ra sao, ít nhất vẫn còn một con đường rút lui không tệ. Ngụy Nghiêm thậm chí còn đã suy nghĩ đến việc vứt bỏ cả nửa Giang Sơn. Vứt bỏ một nửa thành lũy, ít nhất vẫn còn một nửa thành lũy còn lại, nếu như có thể bảo toàn Giang Sơn thì Giang Sơn này rất có khả năng chẳng còn liên quan gì với ông ta nữa. Một Giang Sơn không thuộc về ông ta, nếu lại toàn vẹn thì có ích gì? Ông ta sẽ dùng những lực lượng dự định để đối kháng lại với sư quốc, dùng để đối phó lại những tiếng nói chống lại ông ta trong nước. Có lẽ dư thừa, nhưng có một tiền đề đó chính là nhất định phải lật đổ Lê Vĩnh Thiên. Chỉ cần lật đổ được Lê Vĩnh Thiên, quốc dân của Long Quốc sẽ không có hy vọng đánh thắng trận, lực lượng chủ chiến ắt phải cắt giảm tương đối nhiều. Đến lúc đó cho dù ông ta có ký kết hiệp ước đầu hàng, cắt đất đền bù, bách tính cũng sẽ không đến nỗi phải phản kháng quá quyết liệt. Hiện tại tin tức Hồ Quý Trai thất bại vẫn còn chưa lan rộng, nếu như để bách tính biết được chắc chắn sẽ có một làn sóng kêu gọi triều đình trọng dụng lại Lê Vĩnh Thiên. Đây chính là điều mà Ngụy Nghiêm lo lắng nhất, so với cuộc xâm lược Long Quốc của sư quốc còn khiến Ngụy Nghiêm lo sợ hơn nhiều. Những tin tức vui buồn lẫn lộn khiến cho Ngụy Nghiêm ngồi thất thần trong Long Cung. Bên cạnh ông ta, quốc vương Long Quốc đang dựa người vào ghế ngủ gà ngủ gật, tiếng ngáy của anh ta khiến cho Ngụy Nghiêm khó chịu, ông ta nhịn không được nữa giơ chân đạp quốc vương Long Quốc một cái thật mạnh. Quốc vương Long Quốc đột nhiên ngẩng đầu, ngây người hỏi, tể tướng, đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Nói, Lê Vĩnh Thiên là một tên khốn nạn, Lê Vĩnh Thiên nhất định phải chết, Ngụy Nghiêm mới chính là quốc vương Long Quốc thật sự của Long Quốc. Ngụy Nghiêm nghiến răng nghiến lợi nói, Lê Vĩnh Thiên là một tên khốn nạn, Lê Vĩnh Thiên nhất định phải chết, Ngụy Nghiêm mới chính là quốc vương Long Quốc thật sự của Long Quốc. Quốc vương Long Quốc với đôi mắt trống rỗng vô hồn, bắt chước theo giọng điệu của Ngụy Nghiêm nói. Nghe quốc vương Long Quốc nói như vậy, trong lòng của Ngụy Nghiêm mơ hồ như khá khẩm lên đôi chút. Nhưng vào lúc này, một tên hộ vệ cầm theo một chiếc máy tính bước đến. Tể tướng, ngài có xem qua bản tin buổi tối do đài truyền hình Đà Lạt phát sóng vào tối hôm qua không? Tên hộ vệ thận trọng hỏi Ngụy Nghiêm. Bởi vì áp lực quá nhiều, tính tình của Ngụy Nghiêm ngày càng trở nên nóng nảy, những tên hộ vệ theo ông ta trước đây cũng chỉ vì nói những lời không thuận tai ông ta mà đã phải chịu trừng phạt. Vì vậy tất cả những tên hộ vệ này ngay lúc này tinh thần luôn căng thẳng, cẩn trọng quan sát tâm trạng của Ngụy Nghiêm. Tôi hiện tại làm gì có thời gian, tâm trạng để xem bản tin, có gì thì nói. Ngụy Nghiêm không kiên nhẫn nói. Vào khung giờ vàng tối qua, đài truyền hình Đà Lạt đã đưa tin hàng loạt về việc nhân viên của tập đoàn Galaxy đã huy động và đầu tư vốn xây nhà cao tầng Galaxy. Khi vẫn còn chưa hiểu thái độ của Ngụy Nghiêm, hộ vệ sẽ cố gắng duy trì thái độ trung lập để nói về chuyện này. Ngụy Nghiêm đang cho người điều tra xem tập đoàn Galaxy có khả năng lợi dụng tiền tham ô của Lê Vĩnh Thiên hay không. Hiện giờ lại hay tin có người đưa tin về chuyện này, Ngụy Nghiêm ngay lập tức nổi điên. Ai cho phép bọn chúng làm như vậy, ngay lập tức điều tra cho tôi, tất cả những người có can hệ đến chuyện này đều phải đình chỉ để điều tra. Ngụy Nghiêm tức giận đùng đùng nói. Chương 1197 điểm yếu của Lê Vĩnh Thiên. Tể tướng, vấn đề này hiện giờ đã lưu truyền rộng rãi trong xã hội, và nhiều phương tiện truyền thông đã tự phát quá trình tuyên truyền này và bọn họ đều cho rằng đây là năng lượng cần thiết để tái thiết sau chiến tranh. Người phụ trách ở rất nhiều nơi đã hô hào khẩu hiệu muốn học tập giống như người Galaxy, kết quả. Không đợi người hộ vệ nói xong, Ngụy Nghiêm giật lấy máy tính và xem đoạn tin đó đang được phát trên đài Đà Lạt. Sắc mặt ông ta trở nên tái đi sau khi xem xong đoạn tin đó, có cảm giác như bị người ta bắt cóc vậy. Trên mạng đều đang hoan nghênh hành động này của tập đoàn Galaxy, nếu ông ta đối đầu với cư dân mạng vào lúc này, e rằng có thể khiến cho lòng dân với ông ta không đủ, liên tiếp gặp tai nạn. Ông ta ôm trán suy nghĩ một hồi, nghiến răng nghiến lợi nói, ngay lập tức cho người đại biểu triều đình khen thưởng hành động này của nhân viên tập đoàn Galaxy để cho bọn họ nghĩ rằng sở dĩ người của tập đoàn Galaxy có tinh thần hy sinh quên mình như vậy tất cả là vì làm theo lời dạy của triều đình. Người hộ vệ gật đầu, quay lưng ngay lập tức rời đi. Dừng lại, tìm một lý do để cách chức giám đốc đài truyền hình Đà Lạt, còn cả phóng viên thực hiện cuộc phỏng vấn lần này cũng ngay lập tức đuổi việc đi. Một chút nhận thức cũng không có thì làm sao trở thành phát ngôn của triều đình chứ? Ngụy Nghiêm vô cùng bất mãn nói. Vâng. Hộ vệ rời đi không bao lâu lại có một người chạy lại với điệu bộ khoan thai nhẹ nhàng, hét lên với giọng phấn khích nói, kính thưa tể tướng, nghe cậu cả nói, ngài ấy cùng với giáo chủ điều đã dẫn theo mẹ của Lê Vĩnh Thiên sắp đến đây rồi. Còn ngẩn ra đây làm gì,
không mau chóng ra nghênh đón. Hiếm khi có được tin tức tốt, Ngụy Nghiêm vẻ mặt hứng khởi nói. Theo quan điểm của Ngụy Nghiêm, Hồ Quý Trai giờ đã hoàn toàn vô dụng, nếu như không phải là vì ông ta vẫn còn sử dụng kỹ thuật kiểm soát côn trùng bằng thuốc của Hồ Quý Trai, ông ta thật sự muốn tử hình tên đem lại cho ông ta vô số rắc rối trước mặt mọi người này. Và Cầu Hạn hiện đang ở trong tình trạng bế quan, biệt lập, và hiện tại thứ duy nhất có thể dùng đó chính là Đinh Điểu, một kho báu lớn. Vì vậy ông ta nhất định phải khiến cho Đinh Điểu cảm thấy rằng nhà họ Ngụy vô cùng coi trọng Đinh Điểu, muốn dựa vào đó để đổi lấy sự trung thành, tận tâm của Đinh Điểu với ôn ta. Đối với những kẻ Ngụy quân tử mà nói, có một nguyên tắc cơ bản đó chính là nói nhiều thì càng sai nhiều. Do vậy ngay từ khi vừa lên máy bay thì Lê Vĩnh Thiên dịch dung thành đệ tử lão năm của Đinh Điểu biểu hiện vẻ vô cùng mệt mỏi. Nếu như Ngụy Nguyên Trác tìm Đinh Điểu nói chuyện, Lưu Đại Thông dịch dung đành Đinh Điểu sẽ chẳng hé môi một chữ. Nếu như là trước đây, Ngụy Nguyên Trác chắc chắn sẽ cho rằng Đinh Điểu quá vô lý với mình, nhưng bây giờ anh ta cho rằng bọn người Đinh Điểu ắt hẳn là rất mệt mỏi. Ngụy Nguyên Trác không cần hỏi cũng đủ biết bọn người Đinh Điểu đã trải qua cuộc chiến đẫm máu nào để cướp mẹ Lê Vĩnh Thiên trong tay anh. Sau khi xuống máy bay, một chiếc xe sang trọng đã đợi sẵn ở bên ngoài, Ngụy Nguyên Trác nắm lấy cánh tay của Đinh Điểu, để Đinh Điểu ngồi bên cạnh mình. Lúc trước khi Lê Vĩnh Thiên ở bên cạnh, Lưu Đại Thông vô cùng bình tĩnh. Hiện giờ không có người của mình bên cạnh, Lưu Đại Thông trở nên thấp thỏm, lo lắng không yên. Giáo chủ Điểu, mọi người trong trận chiến lần này đặc biệt vô cùng nguy hiểm nhỉ? Ngụy Nguyên Trác hỏi. Anh ta vốn không phải là hoài nghi Lưu Đại Thông, chỉ là muốn biết Đinh Điểu rốt cuộc là làm như thế nào mà chiến thắng được Lê Vĩnh Thiên. Trong lòng của Ngụy Nguyên Trác, Lê Vĩnh Thiên vẫn luôn là sự tồn tại bất khả chiến bại. Hiện giờ Lê Vĩnh Thiên ấy vậy mà lại thua trước Đinh Điểu. Vậy có thể nói rằng Đinh Điểu đã tìm ra được điểm yếu sơ hở của Lê Vĩnh Thiên. Sau này có thể dựa vào mặt này để làm chuyện khác. Lưu Đại Thông nhích lại gần Ngụy Nguyên Trác muốn nói gì đó với anh ta, nhưng nhìn thấy hộ vệ của Ngụy Nguyên Trác ở trên xe nên không nói gì. Ngụy Nguyên Trác ngay lập tức hiểu ra rằng đối phương có lẽ muốn nói với mình một việc đặc biệt cơ mật nào đó. Mấy người lên ngồi xe khác đi, tôi có chuyện cần nói với giáo chủ Điểu. Ngụy Nguyên Trác nói xong liền ra lệnh cho lái xe dừng xe lại rồi tự mình đích thân lái xe để cho Đinh Điểu ngồi ghế phụ bên cạnh. Cậu cả, khi chúng tôi đi, Lê Vĩnh Thiên vốn không ở trong biệt thự Tinh Nguyệt, biệt thự Tinh Nguyệt rộng lớn nhưng chỉ có một mình Lê Vĩnh Thiên ở. Lưu Đại Thông nói với vẻ thần bí. Chương 1198 kết kế hoạch nổi dậy, Hoàn Văn. Nghe Đinh Điểu nói như vậy, cuối cùng Ngụy Nguyên Trác cũng đã xóa bỏ được không ít hiềm nghi. Bởi vì anh ta luôn luôn mang trong mình mối hiểm nghi, lo ngại về khả năng Đinh Điểu trong việc giành lấy Lê Tuyết Tương từ trong tay Lê Vĩnh Thiên. Suy cho cùng thì chính Lê Vĩnh Thiên mới là người đã đánh bại người của Cầu Hạn. Trong thời điểm nguy hiểm như vậy, Lê Vĩnh Thiên làm sao có thể để một mình Lê Tuyết Tương ở trong biệt thự được cơ chứ? Những nghi ngờ cũng bị xóa bỏ thì Ngụy Nguyên Trác lại có thêm những nghi ngờ mới. Bởi vì Lê Vĩnh Thiên đã đâm bị thương Long Chấn Tiêu, dù rằng Lê Tuyết Tương không nói gì, nhưng trong lòng nhất định có ý kiến với anh ta. Suy cho cùng thì Lê Tuyết Tương và Long Chấn Tiêu đã từng yêu nhau sâu đậm, cho đến giờ Lê Tuyết Tương vẫn còn dành tình cảm sâu đậm cho Long Chấn Tiêu. Lưu Đại Thông nói, mặc dù đây là một lý do thoái thác tốt của Lê Vĩnh Thiên dặn dò lại, nhưng khi Lưu Đại Thông vẫn có chút chột dạ khi nói những lời không hay này về Lê Vĩnh Thiên. Nhìn thấy vẻ mặt ngờ vực của Ngụy Nguyên Trác, Lưu Đại Thông tiếp tục nói, cậu biết đấy, trên thế giới này, có được bao nhiêu cặp mẹ chồng con dâu nào là hòa hợp với nhau. Chu Nhược Mai là cô chủ của nhà họ Chu, còn Lê Tuyết Tương đến từ những ngày tháng đau khổ. Tình cảm giữa bọn họ có thể nói là bằng mặt mà không bằng lòng. Hơn nữa tôi còn nghe nói, Lê Vĩnh Thiên sau khi bị giáng chức thì chưa bao giờ nhàn rỗi, đã luôn bí mật lên kế hoạch nổi dậy. Nghe những lời này, trong lòng Ngụy Nguyên Trác có chút lo lắng. Giáo chủ Điểu, ngài đã thăm dò được tin tức gì vậy? Ngụy Nguyên Trác hỏi với vẻ mặt niềm nở, thân tình. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Khi tôi quyết định bắt Lê Tuyết Tương, tôi đã hiểu rõ về toàn bộ tình hình gần đây của Lê Vĩnh Thiên. Dựa theo những nguyên nhân này, Lê Vĩnh Thiên sẽ dẫn theo Chu Nhược Mai khi đi ra ngoài, để Lê Tuyết Tương ở lại biệt thự một mình, để tránh đối đầu với anh ta, tôi đã chọn hành động khi anh ta không có mặt. Trong phòng của Lê Tuyết Tương, tôi còn phát hiện ra một điều. Lưu Đại Thông từ trong ngực lấy ra một cái USB. Đưa cho Ngụy Nguyên Trác. Giáo chủ Điểu, đây là thứ gì vậy? Ngụy Nguyên Trác kinh ngạc hỏi. Đây là khi lão năm trốn trong nhà của Lê Vĩnh Thiên đã bí mật ghi âm những cuộc gọi điện thoại của Lê Vĩnh Thiên khi anh ta gọi cho người khác.
Bởi vì không dám lại gần nên giọng nói có phần mơ hồ, nhưng có thể chắc chắn một điều rằng Lê Vĩnh Thiên đã mua một người hộ vệ của Long Cung, hơn nữa còn ra lệnh cho tên này thực hiện mưu mô bên cạnh quốc vương Long Quốc. Lưu Đại Thông vừa nói dứt lời, Ngụy Nguyên Trác đột nhiên phanh xe dừng lại, nếu như không phải là có thắt dây an toàn thì cơ thể của Lưu Đại Thông đã bay ra rồi. Cái này, còn có cả chuyện này nữa ư. Ngụy Nguyên Trác cảm thấy đầu óc tê dại khi nghĩ đến việc Lê Vĩnh Thiên đã âm thầm phản công. Đúng vậy. Lẽ nào anh ta biết chúng ta đang khống chế quốc vương Long Quốc hay sao? Ngụy Nguyên Trác trong lòng lo lắng nói. Chuyện này có lẽ Lê Vĩnh Thiên vẫn còn chưa biết nhưng anh ta muốn giết chết quốc vương Long Quốc. Chỉ cần quốc vương Long Quốc chết đi, anh ta sẽ có lý do để nổi dậy làm phản. Anh ta là người đặc biệt quan tâm đến danh tiếng. Nếu quốc vương Long Quốc còn sống, anh ta tuyệt đối không thể làm phản. Nhưng nếu một khi quốc vương Long Quốc chết đi, anh ta sẽ lấy danh nghĩa cho việc phục thù cho quốc vương Long Quốc mà khởi binh, đến lúc đó tình hình của chúng ta sẽ gặp khó khăn, nguy hiểm. Không đợi Lưu Đại Thông nhắc nhở, Ngụy Nguyên Trác cũng biết được rằng loại chuyện này sẽ dẫn đến kết cục gay gâu như thế nào đối với nhà họ Ngụy. Giáo chủ Điểu, ngài có cao kiến gì hay không? Ngụy Nguyên Trác hỏi với vẻ mặt vô cùng mong đợi. Tôi là một võ phu, có thể có cao kiến gì được cơ chứ? Thừa tướng Nghiêm có tài kinh thiên động địa, ắt có thể biến nguy thành an. Có điều sau khi nghe cuộc nói chuyện của bọn họ đã thành công ra tay với quốc vương Long Quốc, nhưng cách thức, phương pháp lại vô cùng ẩn giấu. Lưu Đại Thông lắc lắc đầu nói với vẻ tán thưởng. Tôi sẽ ngay lập tức gọi điện thoại cho bố tôi, nhờ ông ấy gọi bác sĩ giúp quốc vương Long Quốc kiểm tra sức khỏe. Ngụy Nguyên Trác vội vàng lấy điện thoại ra chuẩn bị nhấn số. Vô ích thôi, nếu như bác sĩ có thể kiểm tra ra, âm mưu của Lê Vĩnh Thiên đã sớm bị bại lộ ra rồi. Chân nguyên phái của chúng ta rất giỏi về nội lực, để cho nội lực vận hành trong cơ thể của quốc vương Long Quốc một tuần thì có thể tìm ra vấn đề. Cái gọi làm khí huyết không thông, nội lực bị ách tắc ở đâu thì chính nơi ấy có vấn đề. Lưu Đại Thông nói với giọng điệu bình tĩnh. Lưu Đại Thông đã làm nền nhiều như vậy, Ngụy Nguyên Trác đương nhiên không chút hoài nghi về những gì mà Lưu Đại Thông nói. Vậy thì vất vả cho giáo chủ Điểu rồi, tin tức này thật đúng lúc. Tôi phải nhanh chóng quay trở về báo cho bố mình biết. Ngụy Nguyên Trác nói xong liền nhanh chóng khởi động xe. Kết quả bởi vì tâm trạng anh ta quá kích động, chiếc xe vừa khởi rộng đã đâm vào lan can bên cạnh. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 53.